Alo mấy chị. Cái bóng điện ở trong kia chói anh à. Do lúc có bóng điện trong kia. Không để ra chịu chịu ạ. Lúc bóng điện trong kia nó bị chói à. Hôm nay xả cái bộ em đang mặc nha mấy chị nha. Xả bộ em đang mặc. Xả bộ em đang mặc 130 ngàn còn nguyên bao lận. Mấy chị, hôm nay xả cái bộ em đang mặc nha mấy chị nha. Hôm nay xả bộ này nha mấy chị nha. Hôm nay xả bộ này. Bộ này thì vải đẹp lắm mấy chị. Bộ này vải rất là mềm nha. Bộ này vải cực kỳ mềm nha mấy chị nha. Chị nào chốt bộ này thì em xả 130 kèm với lại chân váy quần ở dưới luôn. Kèm chân váy quần nha mấy chị nha. Chân váy quần 2 tầng. Rồi chị nào chốt bộ này xả 130 nha mấy chị nha. Bấm cho em xin lượt chia sẻ với mấy chị. Bấm cho em xin lượt chia sẻ nha mấy chị nha. Bộ này xả cho mấy chị 130 ngàn ha. Bộ này xả 130 ngàn. Chị nào chưa chốt giúp em mấy chị ơi, bộ này có tổng cộng 4 size mấy chị, dưới dưới 70 kg, dưới 80 kg. Chị cho em xem hai cái váy ngủ, chị em xem cho em hai cái váy ngủ chị đăng. Hai cái váy ngủ đăng là hai cái váy ngủ Hello Bình. Hai cái váy ngủ là hai cái váy ngủ nào chị? Váy ngủ loại nhiêu tiền? Váy ngủ em đăng, ủa có đăng váy ngủ hả? Đăng váy ngủ là váy nào chị ơi, cho xem là hai cái váy ngủ chị đăng là váy nào chị? Hai cái váy ngủ ở bữa chị Khánh Vân đặt hả, hay là váy ngủ nào? Bộ này có size tới 100 kg nha. Bộ này em xả 130. Bộ này 240 em xả 130 nha mấy chị nha, vải co giãn. Bộ này một là 240 xả còn 130. Mấy chị muốn lấy mấy bộ thì lấy ha. Váy sọc 140 là váy nào ta? Váy sọc 140 là váy nào chị ơi? Một là chụp hình gửi qua tin nhắn liền cho em đi ha. Rồi chụp hình gửi tin nhắn liền đi chị Vân. Cái bill kia chị Vân nhận được chưa? Bộ em đang mặc là vải nè, vải co giãn dữ lắm. À, váy sọc nào 140 kéo vai lên thử đi. Lùng vô kéo vai. Bộ này là xả 130 nè mấy chị. Bộ đi on out xả 130. Bộ đi on out xả 130 ngàn nha. Xả 130 ngàn. Bộ này xả 130 ngàn có size tới 100 kg ha. Xả nguyên một bộ áo kèm với lại set chân váy quần 130 ngàn. Chị nào lấy set này thì lấy giúp em ha. 130 em nó bị ẩn comment không mà sao mấy chị, mấy chị ơi chấm chấm bút bút lên giùm em cái mấy chị, em có bị ẩn comment không mấy chị, em có bị ẩn comment không mấy chị? Ô hai cái đầm bữa nay ở trên đẹp quá ha, hai cái đầm trên trang đẹp ghê. À 140 hả? 140 đó là tới 90 kg đó chị nha Khánh Phong. Cái 130 của Nguyễn Thương Binh Binh XL nè. Em có bỏ cái ấy vô bù cho chế rồi nha. Bù cho chị Thương rồi nha, 130 ngàn cho chị Thương. Hôm nay về áo vú với chị ơi. Hôm nay về áo vú với lại đưa ba quần tây mới về lên hàng xong đi hàng sale đi. Nè chị nào hồi bữa giờ mà chờ mong mà, đúng rồi. Chị nào hổm giờ mà chờ mong hàng quần tây bên em thì hôm nay về ha. 220 ngàn mấy chị ơi. 220
120.000 mà đẹp lắm. Quần đẹp vô số kể mà quần bên nhà em 4 size nha. Chị nè. Hết rồi. Chị nào mà đang chờ quần bên nhà em thì hôm nay tranh thủ chốt nha. Chị nào mà chờ quần bên nhà em thì đầm xúc nó có 2 cọng dây ở trong trên vai. Đầm xúc nó có 2 cọng dây ở trong trên vai. Lẽ gì chị Hồng? Nè, em thông báo với mấy chị là hàng của xưởng nhà em nè, mấy chị coi nè. Từ cái đường Burberry cũng đẹp nè ha. Nút đóng cũng đẹp nè, mấy chị coi vải nè ha. Đây. Hơi bị đỉnh luôn mấy chị. Quần này có tổng cộng 4 size, quần tây có 4 size mà mấy con này mấy chị đặt 2 cái mặc đi làm ha. 2 cái mặc đi làm nó có 2 cái dây khác nhau ha. Quần này em có size dưới 70kg, một size dưới 80kg, một size dưới 90kg, một size và dưới 100kg, một size. Mấy chị ơi, vải đẹp mê say luôn. Quần này mà không đặt là mấy chị hơi bị hối hận luôn á. Quần này mà mấy chị không bị đặt là hơi bị hối hận với cái mẫu quần này. Đẹp lắm mấy chị. Đẹp mà cái form đẹp mê say. Đây mấy chị, form đẹp lắm. 220.000 quần tây này ha. Chị nào chốt quần tây chốt giùm em, nó có tổng cộng 4 size nha. 4 size. Áo chống tuột giá 160 chị Kiều Anh. Giá 160 mấy lùng. Cắt hai bao, cắt cái dấu chống tuột ra con này nè. Cắt bao dấu chống tuột ra, hôm nay nó về loại mới luôn mấy chị. Áo chống tuột giá 160 nha. Quần là 220 nha mấy chị. Ô sao lúc quần chưa về mấy chị hỏi quá trời. Lúc quần về em đưa lên mấy chị không hỏi gì hết mấy chị. Trời ơi, quần này là hơi bị đẹp luôn mấy chị ha. 87kg của chị Thảo Beo mở hàng nè. Chị Thảo Beo lấy mấy cái báo em nha. Nó có dây Chanel nữa nè. Nó có nhiều dây đẹp lắm mấy chị. Quần này của chị Thảo Beo 220 nè. Của chị Hương Cao nè. Trời ơi, ở đâu mà kiếm ra cái quần 100kg không có đâu. Hương Cao 220 nè. Quần 100kg 3 gì nè. 90-100kg nè. Em gửi hình qua Messenger rồi. Trả lời rồi. Chị nào mà chưa chốt quần tây đi làm, chị Thảo Beo 2 cái 90kg không? Để em kiếm cái họa tiết khác cho chị nè. Để em kiếm họa tiết khác nè. Chị Thảo Beo xin 220. Chị Thảo mà về nhận cái quần, chị Thảo Beo mà về nhận cái quần này, chị Thảo Beo mê lắm. Vải mê ly luôn chị. Vải mê, cắt bung ra hết cái bao luôn đi con. Vải mê lắm, em đang mở áp ngực này mấy chị, đang mở bao áp ngực. Thật sự là đợt này xưởng em may quần em mê ghê luôn mấy chị. Đợt này xưởng em may quần mê thiệt ha. Đây. Hơi bị mê luôn mấy chị, túi sâu ơi là sâu luôn, quần tây chất vải gì á chị Trầm Nguyên. Này chị Trầm coi nè. Em không biết nó là vải gì á mà em kéo tới cỡ đó thì chị nghĩ nó như thế nào nè. Cái lưng này chị, cái lưng mà nó còn giãn như thế này để chị coi cái form quần đẹp không. Form này là dưới 70kg nè. Nó có form dưới 80kg, dưới 90kg và dưới 100kg nữa nha. Chị nào chốt quần thì cứ 220 lên giúp em. Chị nào cứ chốt quần thì 220 lên giúp em mấy chị. Nhiều lắm, nhiều lắm. Chị nào muốn lấy quần thì báo em ha. Chị báo em. Từ từ nha. Cái ngực đây là ngực thường nè con. Ngực này là ngực thường ha. Rồi đưa ngực chống tuột đây. Ta lấy size 42 một viên như vậy. Quần đã lắm chị Lan Anh. Lấy mấy cái đi, lấy 2 cái 2 cái vân đi chị ơi. Rồi chị Lan Anh ơi, lấy 2 cái 2 vân đi. Nó có nhiều vân lắm. Nó có nhiều vân chỗ bụng đẹp lắm chị. Nè Lan Anh ngờ nè. Lan Anh ngờ nè. Quần 80kg của chị Thao Nguyễn nè. Đó, hôm nay nè, ngày mai em về tiếp một cái lô quần nữa đẹp lắm. Thao Nguyễn nè con. Thôi được, cô Thao Nguyễn này ở đâu? Em về một cái đâu kem đâu con, kem đâu mặc cho mấy cô dễ coi. Áo vú chống tuột là áo vú mà khi mấy chị mặc áo dây á, khi mấy chị mặc áo dây á. Chị Lan Anh nguyên cái này nè. Thao Nguyễn Bến Tre. Đây, của chị Lan Anh ngờ. Lan Anh ngờ Bến Tre một cái vậy. Nó có hai vân. Một vân Burberry với một vân Chanel. Áo vú chống tuột lại mới về nè mấy chị. Dễ thương không? Đó, nó có hai cái tắc ngực nè mấy chị. Áo
chú chống tuột là khi mấy chị mặc với áo dây á. Khi mấy chị mặc với áo dây á, tháo cái dây ra, nó không có bị tuột nha mấy chị nha. Em đang mặc một cái ở bên trong, em mặc ở dưới luôn. Bây giờ em cho mới đưa em đi bệnh viện về. Đây mấy chị, mấy chị mà nhảy cỡ nào cũng không bao giờ rụng cái vú ra ngoài nha mấy chị nha. Về tháo cái này ra, nếu mặc với áo dây rồi tháo cái này ra. Nó có loại chấm bi nè, chấm bi kem nè mấy chị, chấm bi xanh nè ha, chấm bi xanh nè, là Nguyễn Thông, chấm bi đỏ nè, và chấm bi đen, và chấm bi đen, chấm bi đỏ đôi và chấm bi đen. Chị nào chốt áo vú chấm cùng để mặc áo dây, để mặc cái gì mà không có còn dây á thì chốt cái con này mấy chị. Hồi xưa mình mặc những con này là mình chạy rung là nó sẽ rụng xuống đúng không? Rồi bây giờ nó không có rụng đâu nha mấy chị nha. Mới kêu là vú chống tuột. Hả? Chị nào chốt vú chống tuột chốt giúp giùm em. Cho mình một quần tây 80 ký. Của ai ạ? Hà Nguyễn. 80 ký của chị Hà Nguyễn nè, 220. Ở quần tây hôm nay đẹp lắm. Nè, ngày mai nó về một cái loại quần mà cái ống ở dưới nó còn đẹp hơn nữa mà em cho may lửng với may à. Em cho may lửng với may dài nha mấy chị nha. Chị nào chốt chống tuột kèm số ký chốt lên giúp giùm em nha. Cái chấm bi đỏ đen 38 nha. Cái chấm bi đỏ có nghĩa là lấy một cái chấm bi đỏ, một cái chấm bi đen đúng không? Là hai cái đúng không? 38 ha. Hỏi chị Hà Nguyễn cái vú chống tuột nhiêu ạ? À? Cái này 44 là đôi 38 đấy con. Đôi cái bao là 38 cái gì? 38 có màu đậm không? Một cái đỏ đúng không? Thôi 38 còn màu khác không con? 38 kem. Có thử 38 đỏ với đen có không? 44 không? Này 44. 38 có 38 thôi mấy chị, không có 36. Một cái đỏ của chị Nam Khánh không? Nam Khánh chống tọt đỏ nè, 106 của Nam Khánh. Áo vú 106 nha chị Nguyễn Thu Hà. Áo vú 106 ha. 38 đi chị Huyền. Hà Nguyễn lấy một cái màu da 07. 07 là loại nào? 07 là vú giống như chị vú 07. À, cái này là chống tuột bà chị Huyền ơi, chị Huyền ơi lấy giùm em 38 nha. Nguyễn Huyền 38 106 nè em. Một cái đỏ, một cái kem chống tuột size 38, không có 36, có 38 mà chị Liên ơi, chốt lại giúp em nha. Quần tây size bé nhất bao nhiêu con? 60-70 con Huế Đỗ, chống tuột 38 đen, chống tuột 38 đen mấy cái chị Hà ơi? Lấy một cái của chị Hà nha, Nguyễn Thu Hà nè. Trời ơi hơi bị đẹp luôn chị, đẹp ha. 38 của Nguyễn Thu Hà nè. Em có size từ 38 tới 44 mấy chị, 38 tới 44 nha. Lan Anh ngờ da cộng xanh 44, da cộng xanh 44 và đổi 36 giúp em mua giùm em. À, không có size 36 Huyền ơi, xả cái view của Huyền ơi. Có áo mặc nhà chị Thao Nguyễn chờ em chút nha. Màu xanh với màu da ngược 101 mặc size bằng chị Yên Kiều Anh ơi, 42 nha. Có size 44 màu da em con, coi thử có size 44 hả? Nè xanh với da nè. À, ngực 101. Cái này của ai vậy? Lan Anh ngờ hai cái nè. Lan Anh ngờ hai cái nè, đẹp ha, màu đẹp. Lan Anh ngờ hai cái 320. Quế Đỗ một cái size 70, lấy size 38 đi con. Đó của chị Huyền mới xả đây. Nè cái này của Huế Đỗ nè. Nè con Huế Đỗ đi. Huế Đỗ trước đi. Em xả của Huế Đỗ rồi nha. Cái áo ba lỗ mặc nhà đang ra ba lỗ với áo ống, đang ra ba, áo ba lỗ với áo ống, áo lưới nữa chị, đang ra. Chị đang muốn coi quần tây lại thì báo em vô quần tây lên nha. Gì ạ? Hà Nguyễn. Hà Nguyễn vú 107 hả? Vú 40. Nhiêu con? Lấy màu gì? Màu da. Màu da đây nè, nè bé. Màu da đó. Có sọt ring nha, lên chị Linh Quỳnh ơi, đợi chút xíu em lên lô sọt ring nha, đợi em tí xíu. Rồi ngực chống tuột mấy chị có lấy nữa không? Không lấy ngực chống tuột ha. Rồi em lên ngực ngực bình thường mặc hàng ngày nha mấy chị nha. Em lên ngực bình thường mặc hàng ngày ha. Em quần tây phải à, em lấy quần à, trả cái bill lại Huế Đỗ đi. Huế Đỗ lấy quần tây đồng sao ra. Huế Đỗ lấy quần tây 220 của Huế Đỗ, trả cái áo vú SL
ta đặt quần tay đưa áo vú ác nhơn dễ sợ. 220 hết đủ, hết đủ. Con gửi địa chỉ mới hơn cũ báo lại nha. Đây là áo vú mặc bình thường nha mấy chị nha, đây là áo vú mặc bình thường ha, áo vú này mặc bình thường. Bê kéo dài giùm chị bê. Áo vú đi mặc bình thường chị ơi, nó không có gọng nha mấy chị, nó không có gọng nhưng mà cái form nó rất là đẹp ha. Cái form nó mặc nguyên một ngày mấy chị không có mệt mỏi luôn á, cái mặc nguyên form hàng ngày nó không mệt mỏi, đổi được cái 40 không chế bấm lộn. Khổ dữ rồi chị Khánh ơi, coi thử chị Khánh cái áo vú của chị Khánh đây, màu gì ạ? Màu gì? Đỏ 40, coi thử đỏ 40 còn không mấy lùng ơi. Con này là 160 nha, con này 160 hả, con này 160 nha mấy chị. Nó có đủ màu luôn, nó có màu da nè, màu hồng nè, màu xanh nè và màu đen ha. Con này 150, chị nào chốt con này 150 chốt giúp giùm em, con này 150 nha. Áo vú mặc hàng ngày 150 nha mấy chị. Cái còn cái bộ em đang mặc là sale 130 chị nào, em đang ra một lọt hàng bộ ở nhà mà giá rẻ không mấy chị ha. Rồi chị nào chốt giúp giùm em áo vú mặc hàng ngày thì chốt giúp giùm em nha. Quần mặc váy, bé Lùng đứng dậy lấy bi mặc ngoài quần mặc váy coi đau tay không, con tim người dễ đau tay không, đâu kêu chị bi lấy nha đó. Ba quần mặc váy mấy chị, quần mặc váy thì 150.000 ba cái nha, là quần mặc bên trong ấy, quần mặc bên trong thì 150.000 ba cái, 150.000 ba cái. Xuống chỗ ngay mấy quẹt lấy cái ba cái quần mặc nhà size 40, rồi xuống dưới lấy cái cục quần lót lên đây, không biết bữa chị Thao Nguyễn mua chưa nữa. Rồi ba quần mặc váy ở nhà ha, không lấy màu đen thì lấy màu kem nha chị Thao, không có đen, không có đen thì lấy kem thôi. Ba cái 150 của chị Thao Nguyễn Bến Tre nè, ba cái 150.000 của Thao Nguyễn Bến Tre nè. Lấy áo vú 150 màu xanh size 40. An Lê Lê 40 này, 42 này, 38 40 màu xanh của chị An Lê Lê nè. Chị An Lê Lê áo chị ơi không phải quần, em 3 cái mặc nhà size 40, trả 3 cái quần lại của Thao Nguyễn đi anh. Vậy hả, 3 cái nhà 40 ấy là 3 cái mặc hàng ngày nè 40 phải không. Trời ơi em đọc cho lấy 3 cái 40 bây giờ. Này 38 là kiểm tra đi, mắt mũi bên đây không thấy đường rồi. Mắt nè. Này 42 mới lấy ra mắt hả. Này 38 rồi lấy thêm màu nữa đi đi. 40 3 cái nè. Bao nhiêu? 1 cái. Chị Nguyễn Thu Hà ơi, vô chọt giùm em cái ngón màu gì đi. Rồi đây 3 cái nè, 450. Chị gì Thao Nguyễn. Áo bận nhà mấy móc vậy bà? Dạ để em coi chị. Dạ ba, dạ hai móc chị Phan Thướng, hai móc nha. Áo bận nhà hai móc, hai áo vú đang mặc. Chị lấy size nhiêu rồi chị Hiền? Chị Hiền chắc lấy size 38 quá phải không? Hai vú mặc nhà size 38 cho chị Hiền Nguyễn Bình Dương đi con. Bé qua sọn rồi con ơi, mắt mũi gì cũng thấy đường. Ba vú mặc nhà, ba vú mặc nhà nè mấy chị, ba vú mặc nhà nha mấy chị nha. Ba vú mặc nhà ở lộn, hai vú mặc nhà size 38 của chị Hiền Nguyễn Bình Dương. Bạn nào lấy, chị nào lấy chống tụt thì báo em nha. Mấy chị ơi nãy đưa lên quần mặc váy chưa kịp giới thiệu. Quần mặc váy là mặc bên trong khi mặc đầm á mấy chị ha, 60-95kg cũng vừa. Cứ 3 cái 150.000. Chị nào chưa chốt chốt giúp em nha. Chị nào chưa chốt thì chốt giúp em. Mà chưa chốt quần tây, tại vì hồi chiều chị có nói với anh Cường rất là rõ ràng như vậy luôn á.
nhung quần váy. Ôi xếp nhung quần váy ngày hôm qua hàng trang lên là xếp nào vậy? Bao này hả? Lấy size L con. Hai áo mặc nhà size 38. Áo phận nhà máy móc xám, xám size 40 của chị Nhung Ngô. À, chị Nguyễn Thuần Hà ơi, chị chọn con size còn không có em không biết sao luôn chứ giờ tôi biết chị em tìm con ra. Chị Nguyễn Thu Hà ơi, một phút nữa mà em không có địa chỉ với số điện thoại thì chị trong tin nhắn là em xả nha. Xám size 40, cái này nó không có xám chị. Cái mặt màu mặt nhà đó này là màu xanh nha, chứ không phải xám nha. Kiếm một cái màu xanh size 40 đi cho cô Nhung Ngô, Nhung Ngô. Hai cái mặt nhà 38 của chị Tấn Phát nữa. Quần tay chị nào chưa chốt thì chốt nha. Quần tay có tổng cộng 4 size, dưới 70, dưới 80, dưới 90 và dưới 100kg. Ha mấy chị ha. Quần tay em có tổng cộng 4 size. Trời ơi, nói cái form nó đẹp quá trời. Cái form đẹp là mấy chị con cái vải nè. Nó tổng cộng 4 size rõ ràng nha. Dưới 70kg, dưới 80kg, dưới 90kg và dưới 100kg. Ha, quần này 4 size. À, cái vai 8 của Tấn Phát, trước đây xin địa chỉ con hỏi cô Tấn Phát với một cái màu xanh ở chỉ là một cái màu xanh size 40 của cô Nhung Ngô. Rồi đưa mẫu đó về. Quần tay với áo vú. Sống này em xả bộ sơ mi cho mấy chị mặc đi làm ha. Rồi bộ nhung cho mấy chị nè. Mấy chị ơi, bộ nhung 240 nha. Mà xinh lắm. Mấy chị coi nè. Nó rất là đơn giản ha, nó đơn giản cực kỳ, nó có một cái hoa nhỏ ngay đây thôi. Nó là của tim, nó là tay phòng ha. Nó là tay phòng, quần tay 70kg của chị Phương Hoàng. Chị Phương Hoàng mua đồ bên em lần nào cho chị Phương Hoàng. Bên em là không có cho kiểm tra hàng khi nhận, nhưng mà hàng chặt rộng gì chị nhận thì chị có nhắn tin qua cho em nha. Phương Hoàng 220. Đây kèm với lại chân váy quần mà có xẻ đùi là mấy chị, bộ này xinh ha. Bộ này đơn giản mà quá trời xinh luôn mấy chị. Đây có quần váy mà có xỉ đùi nè. Bộ này là có tổng cộng 4 size luôn. Dưới 70kg, dưới 80kg, dưới 90kg và dưới 100kg. Chị nào chốt bộ nhung thì 240, 4 size. Bộ này đẹp lắm Nhung Võ ơi. Bộ này xuất sắc luôn á. Bộ này cầm cái bộ đồ vô không cũng ghiền nữa. Cái áo cũng đẹp nữa. Áo đơn giản mà đẹp lắm luôn nè. Áo đơn giản không mấy chị mà đẹp. Áo đơn giản mà mặc gọn mà đẹp nữa. Cổ tim nè ha. Một cái hoa cài áo ngay đây mà hoa bằng ngọc trai với lại đá ha. Bộ váy nhung 75kg của chị Trinh Võ XL. XL 240 của Nhung Võ. 240 XL của Nhung Võ. Bộ Trinh Võ. Bộ này là mặc hơi bị gọn. Dạ ok chị Phương Hoàng, mua rồi thì nó dễ. Còn cái bộ em đang mặc là xả cho mấy chị 130 nha. Bộ em đang mặc và xả cho mấy chị 130. Bộ này là vải mềm lắm. Chân váy quần nha mấy chị nha. Chân váy quần hai lớp, bộ này xả 130. Chốt giùm em 130 tiền 6kg nha mấy chị nha. Chốt giúp giùm em là 130 kèm mấy kèm số ký lên ha. Áo 40 màu này chủ Nhung Ngô hết rồi. Chị lấy màu khác ha Nhung Ngô. Chị Nhung Ngô ơi, hết cái màu đó lấy màu khác hả chị được không chị? Chị lấy giúp giùm em bi xanh hay là bi đen đi chị được không chị? À cái này là áo chống thuộc nè. 40 màu đây được không chị? Nhung Ngô ơi, chị Nhung Ngô 40 màu da được không? Nếu được thì ok giúp em, còn nếu không được thì báo giùm em là không lấy nha. Để em biết ha. Rồi bộ nhung với chị nào hốt bộ nhung nữa không mấy chị? Bộ nhung cổ tim quá trời đẹp, kỳ với lại chân với quần để đùi. Ok được, chị Nhung Ngô nói được. Đây mấy chị. Bộ này quần váy có xỉ đùi cho mấy chị. Quần váy có xỉ đùi. Xếp lại rất nhiều bộ này còn 2 lần. Dạ em đợi chị không chịu màu khác. Quần này thì 10 quần. Quần lót này thì 60 đến 90kg. 10 quần thì có 180. Nhưng mà còn được 4-5 bì thôi nha. Còn được có 4-5 bì thôi mấy chị ơi. Còn được có 4-5 bì thôi nha. Cho nên hồi bữa trước là 10 quần sẽ là 480 đúng không? Thì hôm nay cô Tông về Trinh Võ, Nhung Võ nha. Dì Yên hôm nay Trinh Võ chị. Thì quần này là 60 đến 90kg nè mấy chị. 60 đến 90kg. Quần này bán cho mấy chị 10 quần. 10 quần với một cái giá là 180.000 nha mấy chị nha. 10 quần 180. Chị nào chốt 10 quần 180 chốt giúp giùm em có phải hơn người em một phút không? Nhưng mà khi mấy chị thả vô thì có độ co giãn của nó ghê không?
Đó, quần này là mấy chị mặc là không có bị cắt khe mông, cắt khe đít, cắt khe hé gì hết nha mấy chị nha. Là nó nằm ở giá là như quên mẹ nó rồi, 10 quần 180. Bé ơi, đứng dậy lấy bộ xanh xuống đây chị. Lấy bộ xanh size size quên mẹ à. Để có thử size gì để chốt cho người ta cái. Bữa nay bé kêu chụp hình nên kêu vô like đi cho coi lại. Không có chụp hình. Chị Nguyên Thảo hôm nay size L. Chị Nguyên Thảo quần lót này lưng tao rúng. Chị Nguyên Thảo ơi, chị quên rồi. Nó giao hàng cho chị chưa? Dạ chị Phượng Hoàng vào xem chị Phượng Hoàng có ở đó không nào. Quần 10 quần của chị Nguyên Thảo này. Bên Nguyên Thảo Lâm Đồng từ từ gửi nha. 108 của Nguyên Thảo. Em lấy 5 quần được không? Dạ được chị Khánh Linh. 5 quần hả? Cậu ơi vậy ta. Chị ơi lấy để dành dùng chị 1, 2, 3, 4, 5, 5 quần của chị Khánh Linh nè. 5 quần là nhiêu? 10 quần 180 thì 5 quần 90 ngàn. Dạ 5 quần 90. Rồi em xả bộ này chưa thấy. Trời ơi chị ơi, Em nhắc nó hàng ngày luôn. Chắc ngày mai á cho xem lại quần tây hả chị Hằng. Đây quần tây của chị đây nè. Chị coi nguyên cái form nè, nó đẹp lắm. Nguyên cái form đẹp lắm nè. Em để xa cho chị coi nè. Em để xa cho chị coi nè. Hàng em đến nay 7 ngày vẫn chưa nhận. Nhung bỏ chút nhắn tin nha. 5 quần của Thảo Beo nè. 5 quần 90. Nè chị Phượng Hoàng coi nguyên cái phơm quần ha. Chị coi giúp em nguyên cái phơm quần đi. Chị ơi cái túi này đựng được điện thoại bự lắm nha. Cái túi đựng này đựng được điện thoại. Hết cái điện thoại luôn nha chị nha. Đó. Đó lấy 5 quần lót luôn phải không. Nè bé Lùng kia đi. Cô Trang Mai 5 quần. Chị Bùi Xuân Thảo 5 quần. Là quần này mấy chị thấy được nguyên điện thoại bự của em, Samsung của em mà không thấy cái điện thoại luôn nè mấy chị. Rồi em cho mấy chị Phương Hoàng coi rõ cái phông quần chưa. À, nè chị Phương, chị coi cái vải nè chị. Chị coi cái vải em kéo nãy giờ ra mà nó chưa xi nhê gì luôn mấy chị. Là chị biết cái độ co giãn. Con này nó có hai cái vân nha. Một vân là Burberry, một vân là Gucci. Chị có lấy thêm cái thì chị lấy ha. Rồi, bảy ơn. Quay mấy quẹt lại cho con em ạ. Cho con nghe nước đá này. Ai nói chị không nổi. Chị Bùi Xuân Thảo. Rồi bộ này em xả cho mấy chị 150 nha. Được rồi. Bộ này em xả cho mấy chị 150 nha. Nhanh tay ha. Xả cho hết hàng. Xả cho hết hàng mấy chị. Mà mấy chị coi vải là xinh lắm. Không có co giãn mà xinh lắm. Cho chị Nhung Lâm 5 quần. Dạ 220 ngàn. Chị Tuyết quần tay 220 ngàn. Còn quần lót thì 5 quần 90 ngàn ha. Quần tay vải đẹp lắm nha mấy chị nha. Quần tay em bên em rõ ràng 4 size luôn. Dưới 70kg, dưới 80kg, dưới 90kg và dưới 100kg. Quần tay không suy một nét luôn nha mấy chị nha. Quần tay đi mà mấy chị không mua nữa. Mấy chị mua ở đâu? Đưa bao quần tay lại đây. Đưa quần tay lại đây mà. Quần tay của chế Trang Mai nè. Trang Mai 220. Trời ơi, quần tay 220 đẹp lắm. Quần tay 220 đẹp lắm. Chưa lấy giờ em lấy này chị Hiền ơi. Bảy đưa mấy cái cục hàng xanh xuống đây cho con đi Bảy. Quần dài 220 nha. Mấy chị tranh thủ đặt giúp em ha. Quần tay vải đẹp lắm. Mà bên nhà em là 3 size rõ rệt luôn mấy chị. 3 size rõ rệt luôn ha. Có size dưới 100kg nữa ha. Chị cho em xem là từ từ đang xem lại nè. Chị lên có đàn mày luôn. Đang xem bà. Đồ lai ơi, đi vô kia. Một cái quần tay, hai cái quần sọt. Thì Dung nhắn tin inbox đây, chị xử lý ra. Đây nè mấy chị. Đây nè, quần sọt đó chị còn vừa đó Dung. Đây nè. Cái bộ này nó đẹp lắm mấy chị. Mà xả 150 rất là tiếc luôn. Mà tại vì giờ đang hàng về nhiều quá. Đây, xả 150 ngàn mấy chị. Ở sau lưng có bo lưng nè, mấy chị đừng có sợ chật ha. Bộ này xả 150 ngàn, 240 xả 150 ngàn. Chị nào chưa chốt, Nguyễn Huyền xả XL nè. Nguyễn Huyền 150 nè. Nguyễn Huyền 150. Em một cái quần tay 70kg của Nguyễn Huyền. Lấy size L cho con phải không? Coi thử cái đó là size L.
size L rồi. Nè, size L của chị Yên Nguyễn nè. Yên Nguyễn là cái nào? À, chốt lên bộ 150 kèm số ký đi. Yên Nguyễn đâu mà mất hả? Yên Nguyễn một quần tây 70kg nè. Em mới vô cho em xem lại quần tây. Chị Tuyết chờ em một phút nha. Cho con coi lại quần tây. Một bộ xanh của Thùy Dương, tay ít L hả Thùy Dương? Tay ít L 150 của Thùy Dương nè. Thùy Dung lấy cho em bộ bông xanh 75kg luôn nè, của Tinh Võ nè. Tinh Võ nè con. Tinh Võ 150 nè. Rồi mất cái quần tây rồi. Nè quần tây, phong quần tây nè, chị nào mới vô coi lại giúp giùm em quần tây nha. Nè em để xa phong quần tây đó, may theo kiểu phong baggy nha mấy chị, nhưng mà vải đẹp lắm. Phong baggy rất là đẹp ha. Mấy chị coi cái, mấy chị coi nè. Chị 1m67 mặc vừa đẹp luôn, không có ngắn phí. Đây mấy chị. Mấy chị coi cái vải lưng mà nó còn dày nè, mấy chị coi cái túi nè ha. Cái túi cái điện thoại em là Samsung nè mấy chị. Samsung mà mấy chị bỏ vô cái túi nè. Mấy chị thấy không? Không có luôn. Một vú xanh size 42 vú thường hay vú chống tuột chị ơi. Nè 42 vú thường nè của chị Trang Mai 150 nè. Em coi bông xanh lại. Chị nào chưa chốt quần tay tranh thủ chốt một hai cái đi mấy chị ha. Rồi coi bông xanh lại, có bông xanh luôn. Em cao chị có 3cm là Thúy. Chị nghĩ không ngắn đâu, chị mặc quần dài dưới mắt cá mà. Bộ xanh này sale 150 ngàn nè. Bộ xanh sale 150 ngàn. Cao gì cao dữ vậy con quỷ. Đây. Hơi bị dễ thương. Mày ơi cho con cái móc thôi. Hơi bị dễ thương. Ở sau lưng có lưng chung nè. Mấy chị đừng có sợ nó bị chật ha. Cái vải nào mà không co giãn em may trừ hao ha. Nguyễn Phương lấy một quần 70kg của Nguyễn Phương. Nguyễn Phương nào nó sẽ tỉnh vô. Cái bộ này xinh lắm mấy chị. 240 mà xả 150 cho hết hàng. Để hàng mới về mấy chị nè. Hơi bị đẹp. Hơi bị đẹp luôn, nguyên phom đồ nè mấy chị, hơi bị đẹp, 150 ngàn đủ size. Chị nào chốt bộ xanh, chốt lên giúp giùm em bộ xanh ha. Chị nào, cái gì vậy? Chị nào chốt bộ xanh, chốt giúp giùm em lên bộ xanh. Lấy cho em một quần tay 65kg của chế Lon Pha, bữa giờ đi ngồi chị Lon Pha. Lấy khoai lờ con đây khoai gì là sao? Rút cho con cái quần được. Chị Lon Pha, con muốn lấy khoai không? Chị Lon Pha, con muốn lấy khoai không? Hồi nãy em dơ lên cho chị coi là cái quần phom. Là cái quần lưng Burberry ha. Đó, cái quần chị Thanh Thảo nào đây. Chị Thanh Thảo lấy size nhiêu báo nha. XL 75kg là lấy quần hay lấy gì ha. Nè, đây nè. Hoặc là chị chỉ Chanel nè ha. Vải bên shop của Yêu Đẹp Lâm. Cảm ơn chị. Cho con cái quần size L nữa đây. Rồi em lấy cho chị cái Chanel nè. Chị gì qua nè. Chị gì qua nè. Long Phan nè. Long Phan 220. Cái quần này mà chị Hương cao 100kg mặc không có vừa nha. Nếu chị chịu mặc ôm thì lấy được, ok không? Ok thì lấy. Chị Thanh Thảo 75kg. Thanh Thảo 75kg là lấy cái gì chị? Thanh Thảo lấy hoa xanh 75kg. Còn bộ hoa xanh của Thanh Thảo coi địa chỉ số điện thoại. Quần tay 220. Quần tay 220 mấy chị. Thiệt, ngày mốt em về một cái form quần đẹp hơn form này mà ở dưới nó làm cái bo chân đẹp lắm. Nó cũng ra form quần tay luôn và em may tiếp một cái quần chính tấc tới nay ông Nguyễn cũng đẹp luôn. Nói chung là hai quần đều đẹp, mấy chị coi cái form là mấy chị mê liền. Xin lỗi mấy chị chứ hồi xưa em đi kiếm những form quần này đi làm không có đâu mấy chị. Không hề có luôn. Còn chị Thảo inbox cho em, dạ đúng rồi bên em không cho kiểm tra hàng nha. Đó, vậy thôi dạ đúng rồi chị. Nếu bán được thì em bán rồi ha, không bán được cho nên em mới la làng la xóm lên vậy á. Rồi mấy chị không chốt bộ xanh đúng không? Ok. Cắt bộ xanh lên. Bảy cắt bộ xanh lên đi rồi. Con có bộ đó thay cái bì cho con đi. Đưa cái bì bóng gương cho Bảy thay bộ đồ kia đây. Nè Bảy thay cái bộ đồ màu xanh lẻ ha nha. Chứ không nó bị... Mấy chị chờ em. À, em sẽ xả cho mấy chị cái gì hả? Em xả cho mấy chị cái gì? Em chưa biết em xả cho mấy chị cái gì. Để em coi thử xả cái gì. Mà cũng chưa biết. Ủa có một cái cục hàng 90kg của cái chị gì bơm hàng đâu rồi. Ủa em đưa cho anh rồi mà, anh đưa cho em hôm qua kia mà. Xả rồi hả? Xả rồi. Của Nguyễn Thu. Nguyễn Thu xả rồi hả? Xả của Nguyễn Thu rồi. Rồi, vậy lấy màu vàng bò đi chị. Lên bộ màu vàng, à lên bộ màu vàng bò hả? Dạ ok. Bộ vàng bò. Cái lùn bộ vàng bò hồi bữa 260 đâu rồi con? Trong kia hả Bi? Vô đó Bi coi thử. Đợi một chút mấy chị, đợi một chút kẹo nha. Đợi một chút kẹo.
Trời ơi, cái bộ em đang mặc đẹp quá trời, mấy chị không mua em đem em fan to luôn. Cho em cái bao này lên kho giúp em anh cơ. Cái bao này nó bị mắc không lông từ cái thời may tới giờ luôn. Vải quá trời đẹp luôn mà lại bán không được. Cho em xem lại đồng ngủ lúc nãy em chụp hình ok Khánh Vân. Đó nè, bộ đó 260 đúng không? Đúng rồi, lấy size L đi. Lấy quần cho nè. Nè con xếp lại cho cổ đi. Bỏ đồ lên này anh Tư là nó rớt nghe nè anh Tư. Ok Khánh Vân, ok Khánh Vân. Từ từ, lấy một cái bao đồ mà ít á, bao đồ ngủ mà có chữ Chanel với Burberry á. Hồi nãy em đưa mẫu chị coi nhớ không đi. Rồi lấy em. Đưa cái bao đó que chị, đưa cái bao đó que chị. Em có một bao đồ sale lên giày, giày dép đi người đẹp chị Loan ơi. Chị Loan đòi cô Tâm, em mới ra cô Tâm. Rồi giờ chị Loan đòi giày với dép nữa, em chết luôn á thiệt. Chị có vừa lòng chị. Mới rồi cô Tâm ra, cô Tâm chưa kịp bán luôn á. Đây là cái bộ màu bò mà chị lọ chị hỏi là bộ này 260 mới ra ngày hôm qua. Bộ này mới ra ngày hôm qua nha mấy chị nha. Mới ra ngày hôm qua nhưng mà để em nói mấy chị nghe. Mới để cái nhầu nữa nè. Nè khi mấy chị mặc lên nó là áo phông dài nè. Nó màu bò đẹp lắm. Nó là áo phông dài. Nó kèm với cái quần nè mấy chị. Nó kèm với cái quần tới ngay đầu gối nha. Nó kèm tới cái quần tới ngay đầu gối mấy chị. Mà quần may theo phong quần tây lai lọt rất là đẹp nè mấy chị. Bộ này 260, bộ này em có đăng hình nha mấy chị. Muốn coi bộ này mấy chị cứ thoát Facebook ra, mấy chị vô, mấy chị cứ thoát fanpage ra. Vô cái trang fanpage em có đăng cái bộ này lên nè. Bộ này thì 260 nè. Kèm với lại quần nha mấy chị nha, 260 kèm quần. Chị nào chưa chốt bộ này thì chốt giúp em. Ở sau lưng 7 mẫu gì đó. Nó giống như cái... ở sau lưng mình sao lấy ngay chân dĩ bà bảy bà không có phân biệt được nói câu nào luôn á. Cái đó đúng rồi Bi, đúng rồi. Và đây nè Bi nè, bộ này có tổng cộng 4 size nha, dưới 70 kg. Cái tay nó cũng đẹp nè mấy chị, dưới 70 kg, dưới 80 kg. Bảy là con nói gì bảy cứ xác định lại cái câu con nói nè, rồi bà bảy mới lay quay bảy làm. Có quần rin nè, chút nữa xong đem cái bao quần rin lên tôi xả cho mấy chị chăm rửa hết mẹ luôn Bi. Lấy lô hàng đó lỗ hết từ tứ về luôn thiệt, lấy cái lô hàng ơn lấy lỗ tứ về hết luôn. Có quần sọt đẹp lắm, nhất là những chị 60-65 kg size nhiều. Chốt giúp giùm em bộ bò nha mấy chị nha. Thôi cái cục hàng bây giờ không biết đi hàng được không luôn. Rồi bộ ngủ 140 mấy chị ơi, bộ ngủ này 140 nha. Đúng rồi, bộ ngủ này 140. Nó có màu sọc vàng và Burberry 140. Chị nào chưa chốt bộ này thì chốt giúp dùm cho con 140 nha mấy chị nha. Đổ mồ hôi 140 này mấy chị. 60-90 kg một size nha mấy chị nha. Ở trong nó kèm một con quần, mấy chị muốn coi trước, mấy chị muốn cột gì mấy chị cột ha. Ở nó kèm một cái con quần đùi cho mấy chị ở trong. Nó kèm ở trong cho mấy chị một con quần đùi. Chị nào chốt bộ này thì chốt giúp em ha. Ở trong kèm một con quần đùi như thế này nè. Bộ này bán mấy chị 140. Bộ này có hai màu, một màu sọc ngựa vàng và một màu Burberry. Mấy chị muốn lấy mẫu nào mấy chị mở lấy ha. Mấy chị muốn lấy mẫu nào mấy chị lấy giúp em. Một ai hút thuốc vậy? Đi ra kia. Một con Burberry nữa. Hút vô một cái mệt tim luôn á. Một con Burberry mấy chị ha. Ở trong nó kèm quần đùi cho mấy chị luôn. Ở trong nó kèm quần đùi, mấy chị muốn lấy mẫu nào cũng được. Đùi cũng được mà Burberry cũng được ha. Đùi cũng được, Burberry cũng được. Mẫu nào cũng được nha mấy chị nha. Rồi xả bao này nè. Giờ xả bao này mấy chục ngàn cho mấy chị mua hừ phụ tay cho em hết hàng. Bộ này giờ em xả thiệt. Xả thiệt mà. Bộ muốn có khi cho con đi nè. Xả bao này nha. Xả bao này. Xả bộ này cho mấy chị. Bán 220 xả 80. Rồi xả bộ này 80 mặt nhà cho mấy chị nè. Xả bộ này 80 cho mặt nhà cho mấy chị nè. Ba dòng rồi đó. Ba dòng rồi đó mấy chị. Ba dòng rồi đó. Dạ dưới 75 kg vừa nha. Còn đúng sai thôi. Quần lẫn dưới 75 kg vừa xả. Ê
xả 70 ngàn hay xả 80 ngàn lời quá. Xả 70 ngàn quý vị ơi. Xả 70 ngàn nha. Một size thôi, bộ này An Lê Lê vừa nè. 70 ngàn của An Lê Lê. Còn có một size thôi mấy chị ơi. Còn đúng một size. Còn đúng một size dưới 75kg chị Cát Tường nè. 70 ngàn của Cát Tường. Lâu lắm rồi mới thấy chế. Hello chị Hiểu Minh. Mua phụ em tay mấy chị ơi. Bỏ nghề lâu quá rồi, giờ mấy chị bỏ em đi hết trơn rồi. Bộ nhà của Nhung Lâm 70 ngàn ai ghi. Nhung Lâm 70 ngàn nè. Ai nữa? Ai nữa? Ai nữa? Ai nữa mấy chị ơi? Ai nữa? Dạ còn hai bộ chốt giúp giùm em nha mấy chị nha. Còn có hai bộ thôi chốt giúp giùm em với. Chốt giúp giùm em với. Bộ nhà của chị Hồng Khanh Nguyễn 70 ngàn nè. Bộ này mặc sướng lắm. Bộ mềm này mặc đi tới đi lui đi xuôi đi ngược. Bộ nhà của Khánh Linh Nguyễn Khánh Linh nè 70 ngàn. Hết nha. Ừ sale vậy cho nó mau. Bộ này 200 mấy giờ em không còn biết. Giờ còn được hai bộ. Còn được hai bộ à. Hết bộ nhà còn được hai bộ dưới 85kg dừa. 70 đến 85kg dừa còn đúng hai bộ nha. 65 đến 85kg bộ nhà hết rồi chị Tuyền ơi. Còn đúng hai bộ 65 đến 85kg. Xả bộ này cho mấy chị 130 ngàn. Rồi xả cho hết nha, chốt giùm em bộ sọc đỏ. Xả 130 ngàn. Xả 130 ngàn bỏ vào TV. 130 ngàn bộ sọc đỏ còn đúng hai bộ nha mấy chị nha. Em còn đúng hai bộ thôi nha. Em còn đúng hai bộ thôi của Cát Tường nè. Cát Tường 130 ngàn. Còn đúng nhiêu đó thì mấy chị chốt lẹ đi mấy chị ơi, chứ không còn nhiều đâu. Rồi bộ trao 130 của chị Bùi Tuyết sọc đỏ. Bùi Tuyết sọc đỏ. Bùi Tuyết sọc đỏ. Từ từ nha. Từ từ kéo tôi cho nhớ. Không, xin lỗi chị Nguyễn Diễm nè. Cát Tường rồi tới chị Nguyễn Diễm nè. Cát Tường rồi tới Nguyễn Diễm. Cát Tường xong tới Nguyễn Diễm. Cát Tường. Em có một bộ cu tông dài nè. Còn đúng một bộ thôi. Xả mấy chị 120 ngàn. Còn đúng bộ. Chị nào chốt bộ đây trúng mánh. Dưới 80kg nha. 82kg cũng vừa, nói chung dưới 80kg đi. Còn đúng một bộ. Ai chốt được thì may mắn thôi. Xả 120 cu tông vàng. Xả 120 cu tông vàng. Ai chốt cu tông vàng xả 120. Chốt giúp giùm em cu tông vàng xả 120. Xả 120 cu tông vàng. Cô tâm vàng xả 120, bộ vàng của Nguyễn Diễm luôn nè, 120. Em còn đúng một bộ rêu. Bộ rêu này chắc phải 1,5kg dài á mấy chị. Bộ rêu. Bộ rêu này chị nào mà còn cỡ từ 70 tới 76, 77kg á, vải nó rất là đẹp. Bộ rêu rất hay nè mấy chị. Bộ này chín tóc ha. Bộ này chín tóc, ô bộ này vải đẹp lắm. Rồi còn một bộ rêu xả cho mấy chị 140 luôn. Còn đúng một bộ rêu quần chín tóc xả 140. Chị nào chốt rêu 140, chốt giúp giùm em rêu 140. Rêu 140 còn đúng một bộ xả 140. Cát Tường. Cát Tường. Ê rêu còn nữa nha, rêu còn nữa. Rêu của chị Bùi Tuyết nè 140. Rêu còn 3 bộ. Rêu còn 3 bộ. Ngọc Thúy bộ rêu này bị chật á, để cho chị Hương Thùy đây, Hương Thùy 140. Ngọc Thúy bộ này bị chật á, đừng lấy. 77kg đừng lấy, đừng lấy. Tại vì bộ này size L á mà độ vải nó bự á. Cho nên dưới 75kg thôi em đừng lấy. Em có một bộ này chị nào 60-65kg hút bộ này nè, xả cho mấy chị 100 ngàn. Bộ này là bộ thể thao có nón quần đùi nè. Xả 100 ngàn bộ này, chị nào 60-67kg lấy bộ này. 60-67kg lấy bộ đen này ha. Chốt giùm em bộ đen 100 ngàn. Ai chốt đen 100 ngàn chốt giúp giùm em bộ đen của Cát Tường nè. Bộ đen của Cát Tường. Trời ơi, bộ tím, bộ tím. Ai chốt bộ cô tông tím xả 120 chốt giúp giùm em dưới 80kg. Trời ơi, đẹp quá. Đẹp quá trời mấy chị ơi. Ai? Ai chốt tím cô tông? Ai chốt tím cô tông chốt giúp giùm em tím cô tông nha mấy chị nha. Ai chốt giùm em giúp tím cô tông dưới 80kg xả 120 tím cô tông. Rồi mấy chị này chưa? Tím của An Lê Lê nè. Mấy chị nào chốt trúng này mấy chị may mắn. Không biết ba bộ này là gì nhưng mà em thấy ba bộ này là ba bộ 300 ngàn, xả cho mấy chị 180 ngàn, ok không? Còn đúng một bộ size L và hai bộ dưới 80kg, bộ tím của chị An Lê Lê. Ôi bộ này đẹp lắm mấy chị, bộ này mặc hàng ngày là hơi bị đỉnh luôn. Bộ này mặc hàng ngày là hơi bị đỉnh luôn mấy chị, coi quần nè, quần may theo kiểu quần tây ha, quần may theo kiểu quần tây và áo sơ mi. Xả bộ này 180 cho mấy chị, hơi bị đẹp. Cơm áo đẹp lắm mấy chị. Cơm áo rất là đẹp luôn.
Bộ này còn hai bộ bò size dưới 80kg và một bộ size dưới 70kg. 300.000 xả 180. 300.000 xả 180. Chốt giùm em bộ màu bò 300 xả 180. Còn đúng 3 bộ mấy chị. Còn đúng 3 bộ. Chị Hồng Khánh Nguyễn nãy giờ coi phơm quần tay chưa? Hôm bữa bộ này 201 đúng rồi. Đây nè mấy chị, quần tay chị nào chưa lấy thì chốt giúp giùm em ha. Quần tay 220.000. 77kg mặt dừa nha Thảo Lê. Thảo Lê lấy bộ này ha. Thảo Lê lấy bộ bò ha. Thảo Lê nè, 180. Quần tay chị nào chưa lấy thì lấy nha. Theo phơm baggy. Vải coi giãn dữ lắm ha. Bộ này đẹp, bộ này đẹp mà vải rất là đã. Rồi bộ này không lấy, ok mấy chị. Bộ này không lấy dồn lại một chút nữa bỏ bao. Để kiếm tiếp hàng sale nha. Để em kiếm tiếp hàng sale cho mấy chị ha. Size L bộ bò của chị Thúy Linh Nguyễn. Thúy Linh Nguyễn 108. Chị Thanh Thảo bộ bò. Chị Thanh Thảo bộ bò nữa là cuối cùng nè. 56kg mặt tuột vú á em. Thanh Thảo hồi nãy á. Quần tay tắt. Chị Linh Mỹ Miều quần tay có tổng cộng 4 size. Dưới 70kg, dưới 80kg, dưới 90kg và dưới 100kg. Nó có hai cái lưng, lưng Burberry. Lưng Burberry và lưng Gucci. Chị coi phân quần nè. Đã không? Quần đẹp quá trời luôn. Rồi bộ 180 quần tay 62kg của Thu Phương Hàn. Chế mua đồ bên em lần nào chưa Thu Phương Hàn. Thu Phương Hàn quần tay nè. Quần tay 220 lấy rồi, lấy cho chị Thảo Lê rồi. Quần tay 9 là 88kg của ai vậy? Quần tay 88kg của Linh Mỹ Miều. Linh Mỹ Miều muốn lấy cái gì? Bộ bò hết rồi chị Hồng Nhung ơi. Linh Mỹ Miều lấy quần 88kg không? Dạ đang lên đi. Lấy gì anh nói đi mày lấy. Lấy mấy cái bì này màu xanh. Đó. Phía dưới đó. Rồi. Thấy không mày? Nó không phải mấy bì dán nó đâu nha. Nó không phải. À chị Linh Mỹ Miều có lấy quần không? Báo em là đi Linh Mỹ Miều đi. Quần tay 95kg của cá heo có luôn. Một cái hay hai cái heo ơi. Nè, hồi nãy là coi lưng bút của rì đúng không? Cho coi lưng bút thì nó lấy hai cái nè. Nè, cá heo 220 này cho coi lưng bút thì nữa nè. Nè, ngày mai hoặc ngày mốt về cái quần này mà đẹp hơn nha. Về cái quần này mà kiểu khác nè, lưng bút thì là có lấy thêm cái nữa không cá heo? Có lấy thêm cái nữa thì báo nha. Xuống có thử hàng gì lên. Phải xuống cho con nó đau thì cái này dưới lên đi rồi. Ủa Linh Mỹ Hiều ơi, có lấy không? Thì một cái 65kg cho mẹ. Lấy sai chủng. Yên lấy sai chủng lắm nha. Chị Thu Phương hàng đừng có cho địa chỉ số điện thoại trên này nha. Giờ tụi nó khổ lắm, tụi nó lừa đảo liền luôn á. Đừng có cho trên này. Nè, lấy cho chị cá heo cái quần này cho mẹ nè. 220 của mẹ. Thì là ngoài áo dây áo ống, với lại ở trong áo dây áo ống, ở ngoài áo lưới rớt tay qua bên cho mấy chị. Chút nữa em xả cho mấy chị. Dạ có, chị lấy cái dưới 90kg đúng rồi, lấy cái dưới 90kg rồi. Phóng này ngồi đi em xả tiết bộ cho mấy chị nha. Cho em coi bộ bò hết rồi chị Vân. Cái bộ này xả hôm qua xả nhiêu qua xả còn 170. Bộ này 250 xả còn 170 bộ quần dài nè mấy chị. Chị nào chưa chốt thì chốt nha. Nhưng mà còn size lớn ai có một bộ size L nè. Em có một bộ size L nè. Từ từ giờ em chốt size L. Size L. Nè em còn bộ size L mà dễ thương lắm mấy chị ha. Mà dễ thương lắm mấy chị coi phơm nè. Khi mấy chị mặc lên cái chỗ này nó sẽ như thế này nè. Nó sẽ ấy ra như thế này nè mấy chị đó. Cái này là cái ren nha. Cái ren mỏng nha. Đây. Bộ này xả mấy chị thôi. Còn 3 bộ xả cho mấy chị 160 nè. Dễ thương lắm. Chốt giùm em bộ đen dài nha. Bộ đen ren hoặc bộ đen dài. Em có inbox cho chị Thu Phương Hàng hả chị? Chị Thu Phương Hàng ơi, em có nhắn tin cho chị á. Chị vô chị coi giúp em và cho địa chỉ số điện thoại nha. Bộ này là quần dài vải co giãn. Nè em cho mấy chị coi vải của quần nè. Xả cho mấy chị còn 160 đi. Xả còn 160. Chị nào chốt trời ơi mình tóm bụi lên trên luôn nè bạn.
chị có rồi. Đẹp, bộ này lên form rất là đẹp chị Vân. Bộ này lên form đẹp và ngọn lắm. Có chị nào chốt qua chốt giúp em nha, cho nó hết đồ á mấy chị. Cho nó hết đồ để xuống cái hàng trên kệ xuống cho mấy chị. Tiền giày ít nè của An Lê Lê nè. An Lê Lê 100 nha 100 nấu. An Lê Lê nè, bé Lùng ơi, An Lê Lê của Long Hải. Cô Kiều Ngọc nè, có bịch chưa con? Cô Kiều Ngọc nè, trăm sáu còn ai lấy nữa mà. Còn một bộ dưới 90kg và một bộ dưới 80kg. Các chị nào lấy giúp em nha. Các chị nào lấy giúp em với. À, trước khi vô quần rinh em xả cho mấy chị cái xếp bộ à. Để bé Lùng nó kiếm ở đâu. Xả cho mấy chị xếp bộ này. Đợi em kiếm cái xếp bộ à. Hôm nay em xả cho mấy chị một cái xếp bộ bi. Bảy ơi lấy cái bi này cho con đi. Lấy hết lại bi này luôn. Cho em xem lại bộ gì dài. Chị Diễm nhiêu ký hả? Quang hết mặt con này. Coi là cái kia lên. Bộ đen của chị Lâm Hằng tay 90kg 106 nè. Chị Lâm Hằng qua có lấy cái bộ này chưa chị Lâm Hằng? Chị Lâm Hằng qua lấy cái bộ bò này chưa? Bộ bò 206 nè lấy chưa? Trời ơi coi nè chị Hằng. Ở giữa khi mặc lên rút bụng con dài đẹp lắm nha. Rút bụng lại kèm với lại cái quần nè, kèm cái quần tới đầu gối nè. Bộ này 206 74kg, em còn đúng bộ size chị Diễm luôn nè. Chị Diễm còn đúng bộ size Diễm luôn. Lấy giúp giùm em cảm ơn. Đây. Nói chung là bộ này lên form đẹp lắm. Còn bây giờ mấy chị không lấy nữa, em để dành bộ này em mặc cái size em nè. Em 89kg mà em mặc size XL, em mặc size XL thôi. Quần dài còn đúng một bộ nha chị Nguyễn Diễm ơi. Đúng một bộ. Con đúng một bộ đúng không? Có bị giúp tay không? Cái lòng có bị sốt không? Kiều Ngọc ơi, lâu lắm rồi con điêu lên 90 ngàn với cái gì tặng đây nha Kiều Ngọc. Kiều Ngọc ơi, bên nhà chị em lấy luôn nha chị Diễm nha, 106 của chị Diễm. Chị Kiều Ngọc, bên nhà em còn đúng cái món gì 90 ngàn của chị á. Cho nên có đồ tặng nữa. Bộ bò đó không có giảm mà mây trừ heo rồi. Mây trừ heo đẹp lắm chị Hằng, thật lòng luôn. Mây trừ heo và rất là ủ áo hay con. Không có hả? Không có hả? Chị Thu Phương Hằng ơi, Thu Hằng gì đó. Chị Thu Phương Hằng ơi, chị có ở đó không chị? Nè, chị nào mà thích nữ tính ấy. Chị Lâm Hằng, cái bộ này chị mặc vô cái vải chị mê, mây trừ heo lắm. Gì vậy? Bữa giờ em không thấy chị có like nào không? Mấy bữa nay chưa được em tặng món nào, bữa nào em tặng, bữa nay em kiếm gì đó em tặng. Hay ai chị nuôi anh Bảy không? Hay bé Lùng không? Tặng bớt cho nhà anh Tư, em cũng còn anh Tư rồi bà Bảy vú nè. Chị muốn nuôi ai chị nói đi, em tặng cho chị người chị nuôi. Chị nào mà thích cái form dịu dàng là nên hút bộ này. Bây giờ xả em nè, em xả một phát là coi như em. Em xả một giá là mấy chị ngất ngay con gà tay liền. Quần nó là quần ống rộng đen nha, ở sau có lưng chung ha. Em xả cái bộ này một cái giá là mấy chị xỉu liền. Em nói thiệt, bộ này 206, 208 lần giờ xả cho mấy chị 104 nè. Mấy chị coi cái form nè, hơi bị dễ thương luôn. Nguyên cái bộ đồ đây giống như mặc vô giống như bà Phú Hộ vậy đó. Rồi xả 104. Kèm số ký giúp em. Nhớ hàng sale bên em. Cái chị gì Hán Hàng Hàng gì đó. Chị ơi chị còn không? Hàng. Chị Thu Phương Hán ơi, chị còn ở đó không chị? Nè chốt bộ bi đi nha. Bộ bi kèm số ký chị Hạnh ơi. Chị gì mà chị Hồng Hạnh chốt lại giúp em nha. Có sai chứ, có sai hết nè. Có sai hết. Chị Thu Phương Hán ơi, mệt quá kêu mệt quá. Khi mệt quá đợi em có xả đi. Khi mệt quá. Đi quá trời nè. Từ từ kéo từ trên dưới. Chị ai 100kg còn bộ nè. Nè chị An gì An Lê nè. An Lê trước nè. An Lê 104. Cá heo 90kg. Cá heo 104. Cá heo 104. Nguyễn Diễm 74kg. Nguyễn Diễm 104. Bích Thủy 104. Bích Thủy 104. An Lê Lê XL. Ai ghi An Lê Lê XL.
Hồng hành bộ bi không cho ký, không có biết sai nha chế nha. Trang mai 90 ký, 140. Bộ chấm bi da linh ngô không cho số ký, không nhớ. Linh hồi 80 ký, linh hồi 80 ký. Dạ. Dạ. Hỏi trang mai có giống không? Có tiền bó. Hết size L, hết size XL nha, hai ta size L. Hết size L rồi mấy chị, hết size 80 kg rồi. Hết rồi, hết 80 kg rồi. Bộ này của chị Nguyễn Phương, bộ bi 68 kg của Nguyễn Phương nè. Ai lấy size L là hết rồi nha, còn 2 ít thôi. Còn bộ 3 ít là 100 kg nè. Còn hết size XL rồi nha. Tippy hết Thanh Thảo nè. Si Ba Vô mua hàng bên em chưa biết nha, nhưng mà bên em là hàng sale không cho đổi trả ha, nhưng mà bán hàng rất là thiệt, không có bán mà bán cho lấy có là không có nha. Si Bo Vô bên em không cho kiểm tra. Si Bo Vô nè, Si Bo Vô 140 nè. Ai chị yêu lắm anh mua hàng bên em chưa không biết nha, nhưng mà nói luôn là bên em không cho kiểm tra hàng mà hàng sale không cho đổi trả. Si Ba Vô Si Ba Gia, rồi A Gia, yêu lắm anh, 85 kg, không có coi dễ mà may trừ hao rồi. Yêu lắm anh 85 kg, XL hết rồi chị Linh Trương. Dạ bộ bi quần dài ngọc khí 75 kg hết, bi 82 kg hết. Mua đồ 3 năm rồi không nhớ giận gái thiệt, đổi hình nền là em không có đu trend theo được. Cho em xem bộ bi 3 ít đi, Hòn Thùy Mai. Chị Hòn Thùy Mai nhiêu ký mà cá em có mua rồi, vậy cảm ơn chị lấy 3 ít mặc cho rộng đi. Đổi cho bà cá heo, heo cá nè. Đưa lại bộ 2 ít đây. Rồi, lấy bộ đây cho chị Linh Trương. Chị Linh Trương 140, mua rồi ok. 3 ít khách máy luôn, bây giờ chỉ còn mấy bộ size L dưới 70 kg thôi. Chị nào 90 kg thương em, lấy 70 kg về đợi ớn mặc giùm em. Đây mấy chị, ngồi em xả đồ trên kệ hết cho Long An nhớ chưa? Chưa nhớ. Có khác bảy lấy cho con bộ nâu chỗ đây xuống đi. Tôi xả cho mấy chị bộ nâu 90.000 luôn. Tôi xả banh nóc luôn. Có chị Diễm rồi sao? Em còn mấy bộ L này, chị nào 90 kg, 100 kg lấy thương em, lấy gì để dành chùm nào ớn mặt nha. Lăng xuống phải sao phải nhiều vàng vậy? Tối nay phải bị gì gặp vậy vậy? Lấy thì lấy rồi đó. Lùng la quá mà bảy bị quýu đít luôn nè. Xả bộ này cho mấy chị 90.000 vải đẹp luôn, cho nên tranh thủ nha, nhanh tay thì còn chậm tay Sài Gòn chợ Kim Biên mua cũng có hàng này về mặt đâu. Nói cho mấy chị 90 kg, 100 kg mua giùm em cái bộ bi dưới 70 kg để dành chừng nào ốm mặt mấy chị. Có ai mua để ra luôn hả? Dạ xả bộ này chính cho coi với chị, coi gì chị Thảo Lê 75 kg coi gì bà nội. Còn bộ đó 70 kg chừng nào ớn mặt không có đâu. Nè bộ này vải coi dạng chốt bộ nâu phối trắng nè. Bán 90.000 đi. Bán 90.000 đi. Bộ bi 63 tiếng hồ trầu Nguyễn Triều Trinh. Cảm ơn nha, mai quý uống cà phê nha. 140 bán lỗ mai ghé uống cà phê. 90.000 của ai vậy? Anh Đào Huỳnh. Không có đầm đó. Chưa may. Ô mà bữa nay may đầm bán không nổi đâu. Mùi dịch ai đâu ra được. Tiếp tục nha. Nâu nha. Nguyễn Kiều Trinh ơi. Bà nhớ inbox cho em nha. Nâu phối trắng kèm số ký lên chị Hương Thùy ơi. Nguyễn Huyền nâu XL nè. Đưa chị Hương Thùy trước. Hương Thùy size L thôi. An Lê nè. Gì vậy? Còn cọc đạn 50.000. Gì quên rồi ta. Đúng rồi, 90 nâu Nguyễn Huyền XL nè. Cái đó là của chị Hương Thùy. Nè, Bích Lùng ơi, bây phụ gì nè Bích Lùng? Để nhắn tin Nguyễn Huyền Trinh hả? Nhắn đi. Bán từ đây tao mùi Nguyễn Trinh sau cũng hết nè. Nguyễn Kiều Trinh, Nguyễn Huyền nè. An Lê size L. Cho cái Phúc Long đi. Hỏi lên An Lê nè. Đây dòng 101 vừa An Lê 90.000. Hoa ngờ nâu 3 ịt. Còn bộ nâu 3 ịt. Hoa ngờ Thùy Dung XL. Nè đi luôn ơi, Thùy Dung XL. Chị Trang Mai nè. Bỏ ra con bóp cũng được anh Tư ạ. Bỏ ra con bóp cũng được. Ôi bây thấy cái bực này đi. Thì báo hình chứ là 1, 1, 1, 1, 3
chưa? Ai à? Trang Mai. Ừ, Trang Mai. À, sai. Chị Phương, Phương, Phương Đô nè, không có dấu nè. Công nhận bán hàng siêu, bán nhanh cực kỳ. Ngọc Thúy thì lò là toàn bộ cuối cùng, chuyên gia bị chậm trễ. Ngọc Thúy này 90 ngàn nè. XL của Ngọc Thúy, Hồng Yến Ngô Thị kiểm tra hãy XL con Hồng Yến Ngô Thị 90 ngàn. Ê, chị Đang Lê còn đúng bộ em đang cầm nha. Đang Lê XL. Để nè, Bút Long nè. XL. Nè, Đang Lê nè, đúng rồi. Hồng Yến Ngô Thị. Ừ, Hồng Yến Ngô Thị rồi XL. Dạ, hết rồi mấy chị. Được, có cái nốt bán hàng xe dễ sợ được chứ. À, còn bộ, còn bộ 90kg ai lấy không vậy? Ai 60kg lấy bộ 90kg về để dành chừng nào mập mặt mấy chị. Em còn bộ 90kg. Đúng cái bình bóng đó, con gì nó đái đó. Nó không có cái tay. Chị nào chưa chốt đầm thì chốt giúp giùm em ha.
lấy bộ bi size L hả chị Thảo? Em còn đúng bộ này, bộ size L hồi nãy em xả 140 đúng không? Quần tây 220 nha Nguyễn Kiều Trinh, chị nó 4 size đầm bò đó 208, chị Hương Nguyễn đầm 160 của Linh Hoài nè, 140 của chị Thanh Thảo, 140 của chị Thanh Thảo, đầm này của chị Linh Hoài 160 nè. Thanh Thảo thành phố nha, để không biết hai đầm bò đây tổng cộng 4 size form chữ A và tay cánh phi nè chị, dưới 70 kg, dưới 80 kg, dưới 90 kg và dưới 100 kg nha chị nha. Chốt size nào thì báo giúp giùm em size đó ha. Hai cái đầm này chú anh Tư. Mấy chị ơi, hôm nay bán cho mấy chị con đầm xả đi, xả cho mấy chị con đầm nhung 350, xả mấy chị 160 đi. Mấy chị ơi, mặc rất là gọn luôn, mặc đi cưới cực kỳ gọn mấy chị. Em nói thật lòng mấy chị nha, mặc đi cưới vừa sang vừa gọn, nó có xỉ đùi nè mấy chị ơi, nó có xỉ đùi ha. Đầm nhung xả cho mấy chị như quên rồi, 160, 180. Chốt giùm em đầm nhung xả 160 luôn đi ha. Ai ưng thì hốt, có đầm xa dưới 92-93 tí nữa. Chị nào ưng thì hốt giúp em ơi. Nó có đầm bò size XL, lên còn em đi mấy lục. Size gì? XL là dưới 80 kg nha chị Hương ơi. XL là size dưới 80 kg nha chị Hương Nguyễn ơi. Rồi, anh Tư ơi, ở trên kia còn móc công ty giùm em hai cái đầm xịn này lên này. Đầm nhung 72 kg của chế Thanh Quyền, chị Quyền. Chị mặc cái con đầm nhung này vô chị gọn lắm luôn, đầm bò này 280. Thật lòng luôn á, nói thật lòng. Nó gọn cực kỳ ha. Gọn lắm. Đầm nhung 2X là dưới 92 kg nha chế Tâm Bỏ. Bà nội cha đầm 350 luôn đó. Phương Nguyễn. Chị Tâm Bỏ đừng cho địa chỉ số điện thoại trên này nha. Đầm nhung này của Thanh Quyền 160 nè, con xin địa chỉ số điện thoại Thanh Quyền đi. 280 đúng rồi. Đầm nhung này của Tâm Bỏ nè. Tâm Bỏ 160. Chị Tâm Bỏ đừng cho địa chỉ số điện thoại trên này nha. Chị Hiền ơi, bây giờ còn size này hơi rộng chút xíu, chị có lấy được không? Còn size dưới 92 kg. Yên bộ nâu 90 kg, còn bộ nâu hồi nãy 90.000 hết rồi. Nó là cái vải xốp gì chị, nó không co giãn, nhưng mà em chị yên tâm là em đã may trừ hao hết rồi nha. Đầm nhung size L hết rồi, chị Tâm Bỏ chờ chút. Trời đi đâu vậy trời? Cái gì vậy? Sao đụng mấy ngoẹt hết thôi. Chưa lên áo thun chị, 90 kg thôi, rộng không lấy, rộng đừng lấy. Lấy nó bị mất cái form á chị, nó không có đi tiệc được. Nó bị mất cái form không có đi tiệc được nha chị nha, đừng lấy nó xấu lắm, nó xấu lắm. Tại vì cái hàng xe rồi mấy chị lấy về mặt nó cũng không có đẹp. Chị Hoàng Thùy Mai lấy cái lên áo thun không? Vậy em hẹn chị cho em, chị cho em hẹn ngày mai đi. Đợi em lên cái hàng xưởng chỗ đây em xe một cái hả? Chị cho em ngày mai đi ha. Lấy gì móc vô vậy? Móc lên xuống giùm đi. Móc để đâu? Thấy ở trên góc hơi đồ đó. Rồi. Móc đen cái này nè. Thôi đừng móc còn à. Nè em thấy cái này nó dính lên nè anh Tư. Cái đó có áo. Đúng rồi, size Yên đưa. Size của em đưa chị là 7 mấy ký là chị mặc size XL là. Em nói chị vừa xích luôn á. Không có. Có không? Còn không có, thôi vậy, có không? Bán cái quần jean 150.000 chơi cho vui không co giãn nè. Quần này em vừa. Quần này em vừa khoảng 80-85 kg mấy chị. Bán con này 150 chơi cho vui. Quần nâu này em vừa nha mấy chị nha. Quần này nâu này em vừa là 80-85 kg rồi đó. Quần này nó không có đáy ngắn nha mấy chị nha. Quần này đáy nó không ngắn. Chị nào 80-85 kg hút con quần này vẫn còn thoải mái nè. Vẫn còn thoải mái nè nha em nha. Đó. Chị nào chốt con quần này bán luôn 150 nha. Chị nào chốt con quần này 80-85, 86, 87 kg chốt giùm em con quần này. Quần này cái đáy không, cái đáy nó không có kẹn nha, ngồi nó không có ló mép ha. Còn đồ bộ chị yêu lắm anh, đợi một chút xíu. Đợi em chút xíu nha, em lai kèm á. Quần này chị nào mặc là nó không có bị, không bị ngắn cái đáy á. Nó không bị ngắn cái đáy ha, 150 nha. Đồ bi còn size L không, có ai lấy. Hết rồi. Quần dài đi, quần của chị Thùy Dung phải không? Quần này 150 của chị Thùy Dung. Chị nào 65 kg hút con quần hai nút ra 150.000 vải co giãn. Chị nào 65 kg hút con quần này. Chị nào 65 kg hút quần này. À, bé lùn.
Anh Tư ơi, cho em cái bộ đỏ chỗ kia anh Tư. Cho em bộ đỏ đó xuống đây. Quăng chéo rồi đây. Rồi xả hàng xếp tiếp nha mấy chị nha. Xả hàng xếp tiếp. Còn một bộ ba ịt nha. Còn hai bộ ba ịt nha. Em không biết xếp đây là xếp gì. Nhưng mà còn hai bộ trăm ký cho nên mấy chị tranh thủ. Ừ, bộ này mặc sướng lắm. Chị Nhung Ngô lấy gì 65kg hả? Lấy quần này không? Quần này 150 vải đẹp lắm nha chị. Hai nút 65kg của chị Nhung Ngô nè. Mấy chị ơi, Bích Thủy ơi, nếu mà mấy chị mà thích cái phơm quần dài mà vải mềm á thì hút con này. Em xả cho mấy chị 140. Mấy chị ơi, phơm chữ A đẹp lắm nha. Em nói mấy chị nè, phơm chữ A nè ha. Mấy chị biết cái vải gì, em cũng không biết cái vải gì mà nó mềm lắm, kèm với lại quần ống rộng. Xả bộ này 140. Xả bộ này 140 là mấy chị hơi bị trúng mánh nha. Nè mấy chị coi vải nè, hơi bị trúng mánh luôn. Xả 140 bộ đỏ. Xả 140 bộ đỏ, số lượng rất là ít, còn được 6-7 bộ gì đó. Cho nên là tranh thủ chốt là chốt chứ đừng suy nghĩ nha. Suy nghĩ về nước Mỹ là không có hàng để mặc đâu. Nói thiệt lòng, suy nghĩ về nước Mỹ hàng không có để mặc đâu. Bích Thủy một bộ 140 nè. Bích Thủy là con 140 của Bích Thủy. 100kg đỏ của Nhung Lê nè. Bữa giờ mới thấy Nhung Lê, xin địa chỉ số điện thoại Nhung Lê. Nhung Lê 100kg nè. Chị Thanh Quyền hồi nãy có view rồi đúng không? Thanh Quyền. Thanh Quyền 140 nè. Thanh Quyền 70kg 140 nè. Chị Huyền Nguyễn Đồng Nai XL nè. Huyền Huyền Nguyễn Đồng Nai XL nè. Đó rồi nha. Đỏ của chị An. Đỏ của chị An Lê Lê nè. Hết size L rồi nha chị Nhung Ngô. Hết size L rồi hai tay ơi. Còn size 80, dưới 82, 84kg và size dưới 92, 94kg. Ôi bộ này vải đẹp lắm. Bộ này vải đẹp mê size luôn. Một chấm là size đắm luôn mấy chị. Vải đẹp vô số kể luôn. Vải rất là đẹp nha. Con đưa tiếp xuống lên hai cái đỏ đây là một cái đỏ là hai cái đỏ vậy. Cái đó con đứng gì con coi được cái đó rồi. Ăn lê lê hả? Đúng rồi. Cái đó là một mẫu, hai mẫu rồi. Mấy mẫu rồi. Rồi tiếp tục nha. Tiếp tục lên xếp cho mấy chị. Đẩy hết cái vàng này đi mà. Em sẽ đẩy hết cái vàng tập kệ này đi. Mấy chị ngồi chơi với em tới mốt đi. Nè. Ủa tiếp này còn nhiều vậy hả? Thôi bỏ xuống đẩy luôn đi. Nè nè, nói nghe nè. Chị nào thích tay dài, quần dài, chốt cái xếp tài cho em 250, 260 gì đó. Giờ sale cho mấy chị 150 ngàn là muốn đi hết hàng. Cho nên làm ơn đừng bơm hàng em nha. Đây mấy chị coi cái phơm tay áo nè. Đẹp không? Mấy chị coi tay áo nè. Mấy chị coi cái phơm áo nè. Kèm dây cột nè. Hơi bị đỉnh luôn. Bộ này xả cho mấy chị với giá 150. Nè coi quần nè. Xin lỗi mấy chị, quần ống bát luôn nha. Đừng giỡn nha. Quần ống bát luôn nha. Đây chốt giùm em. Bộ đỏ à, cát tường nè 150 nè. Cát tường 150 nè. Số lượng rất là nhiều. Ở lộn số lượng rất là đúng rồi. Số lượng rất là nhiều. Số lượng rất là nhiều mấy chị ha. Chốt chốt lẹ đi mấy chị. Lâm Hằng xì to nè. Đó rồi Lâm Hằng xì to hay gì đâu rồi. Nó nhớ tôi phí luôn bây giờ. Lâm Hằng không xì tay nè. Lâm Hằng không xì tay nè. Đó. Đỏ kèm số phí nha. Yêu lắm anh chứ không nhớ đâu. Bộ đỏ 73kg của Kiều Diễm nè. Của Kiều Diễm bộ đỏ nè. Trăm rưỡi nè. Chị An, An gì đó không nè. An Lê. Chị An Lê 150 ngàn nè. Chị Trang Mai hay vậy? Chị nào mà chưa có số ký á thì chốt lên số ký Trang Mai nè. Kiều Ngọc đỏ L nè. Nè nó. Kiều Ngọc nè. Kiều Ngọc đỏ L nè. Chị Phương Thảo thành phố đỏ L nè. Trời ơi bộ này đẹp quá. Phương Thảo thôi, Phương Thảo không có dấu nè. Phương Thảo không có dấu nè, đỏ L nè. Anna Trinh Nguyễn nè. Anna Trinh Nguyễn 150 nè. Yêu yêu lắm anh 85kg 2 ịt nè. Yêu lắm anh nè. Chị Tâm Võ 2 ịt là dưới 90kg không? Chị Tâm Võ ơi, cho cái bút lông đâu rồi. Tâm Võ nè. Đó, 3 ịt còn không? 3 ịt còn không? Nãy chưa có 3 ịt rồi đâu rồi. Baby có một cái kiểu diễm. Rồi hết tay rồi nha chị Hoan ơi, hết tay rồi. Chị Linh Hồi nè, Linh Hồi 150 ngàn nè. Chị Ngọc Thúy 150 ngàn nè. Ngọc Thúy 150 ngàn, hết tay 100kg nè. Bây giờ chỉ còn tay dưới 80kg nè mấy chế ơi.
còn size dưới 80 kg, size dưới 70 kg. Camera còn con kiểm tra size L ra. Đúng rồi, thấy L có rồi. Tibaya XL đúng rồi. Tibaya 90 kg hết rồi nè Tibaya ơi. Em cao quá sợ còn nói gì có ngán không hoài. Có đâu bà hỏi miếng mà bà đậu. Bữa giờ hàng tôi có một size từ đầu giờ hỏi ngày nào cũng miếng 7 đi chè ta hết trơn à. Biết không, con gái người ta có miếng 4 mà mình cứ đi miếng 7 phi hoài đồ quỷ à. Biết gái người ta nhà có miếng 4 rồi đi miếng 7 phi hoài. Nó không con mà bà nội. Nó không bữa giờ bà nội. Ai ai chốt bộ này tiếp lại giùm con bảy ơi. Ai chốt bộ này đó bịch có bên đó con á. Đồ quỷ miếng 7 phi miếng mà đồ quỷ à. Để cho con miếng nước đi rồi. Chuẩn bị tinh thần nữa chứ em lên tiếp hàng tiếp nha mấy chị. Rồi bộ vẹt vai bảy ơi, bộ vẹt vai đưa xuống luôn em. Đó. Bộ vẹt vai nè, tầng 2. Mới được chưa đúng rồi đó. Rồi xả bộ vẹt vai cho mấy chị 120 quần chính tắc luôn. Xả bộ vẹt vai 120 hàng chính tắc cho hết luôn, đưa hết luôn em. Xả cho hết hàng. Dưới 72, dưới 82, dưới 92, dưới 100 ký. Đây. Đẹp vai dễ thương lắm nha mấy má, vải co giãn dữ dàng lắm, kèm quần chính tắc. Rồi chốt giùm em 120 kèm số ký. Chốt giùm em 120 kèm số ký. Nếu gì nó ngắn là nó ngắn là gái thấy à. Nếu gì nó ngắn là nó ngắn, còn nếu gì nó dài là nó dài y vậy luôn á. Rồi cá tường 120 nè. Cá tường 120 nè. Chị Võ Thanh Thảo 120 nè. À đẹp vai 100 ký hết rồi Nhung ơi. Rồi Kiều Ngọc 120 nè. Kiều Ngọc 120 nè. Còn 90 kg cũng còn ở chứ giỡn. Lâm Hằng xì to nè. Đây Lâm Hằng xì to. Thay cái bình luôn hay con. Lâm Hằng xì to nè. Lâm Hằng xì to. Hai ta. Hai ta nằm ở đằng kia nè. Hai ta. Hai ta nè 120 nè. Việc vai hết rồi. Việc vai 100 kg hết rồi. Hai ta. Hai ta. Rồi có ai của ai. Hai ta. Nhung Võ nè. Ở lộn Nhung Ngô nè. Nhung Ngô. Bẹt vai lên số ký đi Kiều Diễm, chị không nhớ hết đâu nha. Quỳnh Anh, Nguyễn Lan hay, có những người nhớ, có những người không nhớ. Mà hết hay vậy trời nha, hết hay vậy. Con này sai gì vậy? Hết hay vậy trời mấy chị, hết hay vậy trời. Hết hay, nhâm tròn 90 kg hết luôn. 85 kg lấy size XL bộ này được nha. Yêu yêu làm anh nè. Em XL tuốt trên kia không kìa. Đỡ đỡ đỡ, coi thử tại hết xe hồn. Thôi hết rồi Hiền ơi. Hết rồi còn đây size L không à. Hết rồi. Còn size L không à. 73 kg lấy bộ size L được rồi Diệm gì ơi. Tại vì bộ này nó co giãn dữ lắm em yêu ơi. Kiều Diễm này 120 ngàn cho hết hàng nè. Nè bảy ơi bảy ngồi bảy ký lại giùm con quăng ra sau này đi. Đó hết luôn rồi đó. Hết rồi. Thảo luôn rồi bây. Đúng rồi chị Võ Thanh Thảo size L. Tay L của chị Phương, Phương Thảo thành phố nè con. Không có dấu, Phương Thảo thành phố không có dấu. Nhung Lê mà em thấy chị đọc Nhung Ngô. Nhung Lê không, là Nhung Ngô ở trên đấy em. Nhung Ngô ở trên á, Nhung Ngô 65 kg chứ. Chớ mà Nhung Lê 95 kg. Không còn tay, Bích Thủy đặt cũng không còn tay này. Không còn tay em ơi. Có ai lấy quần tay thì báo nha, quần tay gần hết rồi đó. Ai lấy quần tay báo giùm em, phát đi mấy chị. Comment đầu tiên để lấy xếp khác chứ ơi. Dạ có chị nào 80 kg không? Chị nào 80 đến 85 kg hốt cái quần này đi. Bán luôn 150 ngàn luôn. Chị nào 80 đến 85 kg hốt cái quần này cho em. Thả 150 ngàn quần co giãn. Chốt giùm em mã 37 ha. Đúng rồi chị Thảo XL 80 kg em nhớ là size 37 có đúng một con quần 70-78 kg. Chị nào bụng bự bụng bia đít bự đít bia thì 78 kg đến 85 kg nha. Đó ấy vậy á, có đúng một con quần trai em nói quần tây hả chị? Đây chị Thảo, quần tây trời ơi bà nội cha quần tây xưởng nhà em nó đẹp quá chị, đẹp luôn, đẹp vai của em chị còn bộ 120 này. Trời ơi quần tây đẹp lắm chị, em có hai form. Chị Thảo có muốn lấy hai cái không? Một cái Burberry, một cái chị nghe. Đây là Burberry này, chị Thảo muốn lấy một cái hay hai cái báo em nha, XL của chị Thảo. Đây, Võ Thanh Thảo 220 quần tây. Quần đẹp lắm chị ơi, quần xưởng ngày hôm nay về chị nào size 100 kg mặc xuống luôn. Nãy giờ nghe nói có Quỳnh Anh Nguyễn Lam mà chưa thấy. Chưa có, không có hàng. Dưới 70 kg, dưới 80 kg, dưới 90 kg và dưới 100 kg khỏi quần nhìn say mê luôn á chị. Ngày hôm nay quần tay xưởng của em về chị có cái phơn nè. Trời ơi nó đã ghê đã luôn chị Thảo. Lấy thêm cái nào nữa không?
Từ thở cái lên hàng sale tiếp nha. Con coi bụi đó là bụi gì đi. Đứng dậy nha. Bóc đầu ở đây gì. Gì đó hả bạn? Đẹp vai là cái bụi nãy giờ bán nó hết rồi. Rồi hôm nay sẵn cho mấy chị cái gì hả? Chưa biết sẵn quần què gì hết. Rồi đợi em một xíu. Quần tay 65kg của Nguyễn Triều Trinh là trời ơi quần tay đẹp quá chị. Mặc thử em xem cái quần tay được không chị? Được thì Dung. Nó nói giờ gì sự nghiệp cái gì mặc cũng được hết trơn á. Trời ơi quần tay đẹp lắm. Quần tay đẹp quá trời luôn. À bảy đưa cái xích lính xuống bảy. Khác bên bộ vàng đưa xích lính xuống. Đưa xích lính xuống. Đang mặc size L tôi 89 tí thôi nhưng mà tôi thích mặc ơn. Tôi đang mặc size L mấy chị. Nha, của con người của chị không? Từ từ. Trời ơi, quần hơi bị đẹp mấy chị. Lấy cà nước à. Quần hơi bị đẹp mấy chị ơi. Trời ơi, em nói mấy chị quần nó sướng quá, thì sướng luôn á. Quần tây 70kg. Đừng cho địa chỉ số điện thoại trên này nha Như Ngọc Nguyễn. Nguyễn Ngọc nè. Lấy cái file L đi. Ai 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 Nguyễn Kiều Trinh nè. Nó có cái bút curry với bút thủy nào cũng đẹp á. Nguyễn Kiều Trinh 220. Quần này số lượng ít lắm mấy chị gần hết rồi đó. Quần tây 70kg của Như Ngọc Nguyễn. Như Ngọc Nguyễn nhắn tin cho em nha. Đi vô cái quần kia đi bạn. File L. Tay lời của chế Như Ngọc Nguyễn nè. Quần 70kg của Vui Vui nè. Quần đẹp lắm mấy chị. Cầm cái quần này. Mấy chị coi livestream ngày mai hoặc ngày mốt em về một lô quần nữa. Nhưng mà lô quần ngày mai ngày mốt nó sẽ khác. Nó sẽ cũng đẹp. Đẹp. Có thể là đẹp hơn con này. Nếu chị nào thích trẻ trung. Nếu chị nào thích trẻ trung ha. Bận thử cái quần mà sợ gì. Bởi vậy bữa mấy mày cứ kêu tao đi thử đồ là vậy á. Bữa nè. Mày kêu tao thử đồ á. Mày kêu tao thử đồ là vậy á. Đừng kêu tao thử đồ. Tao thử đồ nó gian khổ gian lan lắm. Không mà mặt sướng lắm. Nội mà cái lưng mình không có tức á. Nội mà cái lưng mình nó không có có bị cứng á. Là mình mặt đã sướng rồi mấy chị. Nhâm trần quần tay 90kg. Có quần 100kg nữa nha. 220 của Nhâm Trần. Mấy cái này nó chạy bay là 250-280 mà bỏ không bằng này đâu. Cả tiếp bộ lính nha. Em đưa bộ lính lên là mấy chị chốt liền. Em chỉ còn đưa bộ lính lên là mấy chị chốt một cái bật, một cái rẹt, một cái bật liền. Nha mấy chị nha. Đẹp. Trả cho mấy chị 150.000. Mà em chắc chắn mấy chị chốt một cái bẹt liền luôn á. Rồi em coi. Coi mẫu à. Quần tay của chị Huyền Nguyễn 80kg nè. Cái quần này đứng lên ngồi xuống mặt đã lắm mấy chị. Quần này đứng lên ngồi xuống mặt sướng ơi là sướng luôn đây. Em đưa bộ lính lên là mấy chị mê liền. Coi cái ống quần này, ống quần có bo nha. Ống quần tay nhỏ lột, ống quần là ống nhỏ nha. Đây, bộ lính nha. Đủ size luôn, 60-100kg nè. Mấy chị mặc bẹt vai cũng được nha. Mấy chị mặc đưa lên cũng được nha. Ở dưới đây có bo nha. Rồi xả 150 bộ lính tăng ăn tăng tăng. Em còn được khoảng cỡ 700 bộ nha. Chốt rồi. Rồi 2, 3. Chốt rồi mấy chị thành dạng nha. Rồi chốt rồi giá rồi. Mẹ luôn á. Thôi gì vậy. Lò kiểm tra cái lùng tay gì vậy con. Mạnh dạng lên mấy chị ơi. Để đưa lên hết đây. Tay. Tay là. Tay 2 gì. Tay 3 gì. Cái lồng coi kia kim tiết kia kim tỳ kim gì tiết kim gì đó cơ bả kêu lấy gì đó cái lồng coi giùm luôn chờ anh chút chỉ kiểu gì đó quần tay bộ lính Nguyễn Diễm ơi đưa lên số ký đi em chưa nhớ được số ký mấy chị mà mấy chị chốt mà mấy chị cứ sợ hoài Nguyễn Diễm hình như ít lờ ba Nguyễn Diễm 150 là Nguyễn Diễm lên lại số ký đi chứ em qua hàng tua cái tối chị không còn sai gì bé con ghi luôn Phương Thảo thành phố không có dấu đi 150 hai ta nè hai ta 150 hai ta 150 bộ
bộ lính của Lâm Hằng Homestay Nhung Ngô file L nè, Nhung Ngô file L nè, Nguyễn Thương Minh Minh thấy trên L không, Nguyễn Thương Minh Minh em có để cái quần trẻ chị Hương rồi nha, Nguyễn Thương Minh Minh nè, chị Như Ngọc Nguyễn đừng có cho địa chỉ số trên này, để em inbox cho chị cho rồi nhớ 74 ký rồi. Để em inbox với chị cho, giờ lừa đảo không mà chị cho trên này, hồi nó gửi cái tiền rửa cho chị đó. Giờ ta nói giang hồ gớm lắm chị, giang hồ gớm lò mà. Bộ này có size từ 60kg đến 100kg, bộ này có size 100kg nha. Chị nào chốt bộ này tới size 100kg thì chốt trước giùm em gì con. Nhắn tin dài. Anh mới lùng hỏi nhắn tin dài kìa. Ê mấy chị có mua nữa không? Để em biết mấy chị. Chút. Vô trong coi cái kim gì, tiết kim gì đó. Nguồn tay trăm ký có. Có, nguồn tay trăm ký có. Đó thì lấy sai trăm ký thôi. Có. À, mấy chị có mua nữa không? Để em biết em lên hàng nữa nè mấy chị. Chứ mua có cái khúc này coi đi đâu hết rồi tài. Mấy chị ơi, mấy chị đâu hết rồi. Như Ngọc Nguyễn nhắn chị chỉ kìa. Như Ngọc Nguyễn có nhắn tin cho cô Như Ngọc Nguyễn chưa? Nhìn cho Linh, nhìn cho Linh. Có một cái tiết kim hoặc là kim tiết gì tôi nhớ có mấy chục ngàn kêu đi cái gì. Cái bài mại vậy thôi. Biết đúng sai không? Mấy chị chắc không đúng không? Có con quần màu trắng bán nhẹ nhẹ cho mấy chị nè. Có con quần rin màu trắng vải to dạng ít lắm, có con quần rin này chị nào 68kg lấy con này nha, chị nào 68kg lấy con này cho chị xem gì chị Nhâm Trần bộ lính hả, con chị nào còn ở dưới 70kg lấy con quần trắng này, trời con này mặc đẹp lắm ha, con này chị nào chốt con này thì báo giúp giùm em nha, là quần này 150.000 nha, quần trắng này 150.000 quần trắng này 150.000. Chị nào thích trắng thì chốt con này dưới 85, dưới 80kg đây, chốt giùm em trắng 80kg. Trắng 80kg 150.000 quần trắng của chị Hương nữa. Ở chị Hương nhiêu ký ta? Chị Hương nhiêu ký mà lấy quần 70kg ta? Quần này 80kg chị Hương lấy quần nào? 70 hay 80kg? Chị Hương lấy quần nào vậy? Ở đây là quần mặc váy nha, quần mặc váy. Ở 60 đến 95kg mặc ở trong cái váy á ha. Đây. Ở quần rin trắng em vừa không? Dạ cái trước thì không vừa, cái sau thì bị rộng. Thanh Bùi cho em cái quần 70kg đi đâu đây vậy con quỷ Thanh Bùi? 150.000 của bé Thanh Bùi nè. Này nè, 150.000 của bé Thanh Bùi, cái này form đẹp ghê. 150.000 của bé Thanh Bùi nè. Rồi Thanh Bùi ơi, chút gọi điện cho chị cho chị nha, địa chỉ số điện thoại cho bên fanpage luôn đi. Chị Hiền Nguyễn lấy quần này nè, Hiền Nguyễn lấy quần này 150 nè. Hiền Nguyễn lấy quần này 150 đi. À em đi em tái. Trời sao mày sướng quá trời. Sướng quá lộn luôn, quất 77 cho con nó chút dây nè. Nè chị nào dưới 70kg quất con này nữa nè, con này là quần đá. Dưới 70kg. Cô Tịnh Thanh Bùi. Vâng, Tịnh Thanh Bùi. Đừng có cho địa chỉ xuống nội này, để chút nữa cho trên tin nhắn phân mai đi. Con này 70kg chốt giùm em xanh ngọc trai. Chốt giùm em xanh ngọc trai, đừng có chốt xanh trai nha. Em có con quần rin 80 đến 85kg vải co giãn, chốt giùm em quần size 37 đi. Chốt giúp giùm em con quần 37 ha. Con quần 37. Bảy ơi, bảy chốt giùm xíu giùm con cái quần rin khác bên này đi. Xả tiếp cho mấy chị một xé chân váy quần. Chị Bùi Thanh Huyền kêu đã hai nữa mà chị chưa nhận được. Ai? Bùi Thanh Huyền. Chị chưa nhận được, chị mới nhắn chị. Để anh đừng có đọc. Lỡ vô đọc hả? Xanh ngọc trai 70kg hả chị đây? Xanh ngọc trai của chị Hương Nguyễn. Dạ chị Hương Nguyễn. Chúc Linh nhớ nhắc em chuyển khoản cho chị nha. Nãy giờ mình like lâu vậy mới có tiếng Nguyễn. Có con quần 38 không biết sai gì đây. À cũng quần đó luôn. Chị nào 90kg quất con quần này nha. Size 38 chị nào mà 82 tới 90kg quất con quần 38.
Quốc cho em con quần 38 nha, đúng không ạ? Còn bao nhiêu cái nãy chưa lên chưa nổi tiếng luôn. Em có một con lông chuột mấy chị. Em có một con lông chuột 75kg, 150.000. Em có một con lông chuột 75kg, ở dưới 75kg. Chị là chốt con lông chuột, chốt trước giùm em. May lên gì ta? Lên lau quần lót cho mấy chị nha. Quần ngọc trai 32 hả? Nó nằm khoảng cỡ dưới 70kg, nó bị gắn lộn sai á chị, cho nên em mua cái hàng này là hàng kho đó chị. Ha, hàng kho lộn xộn nha. Nó là kiểu vậy á. Quần lót. Nếu mà bây giờ em đóng hộp vô á cho nó đẹp cho mấy chị thì cái giá nó không có nằm cỡ như vậy. Mà giá nó sẽ nằm ở khác, mà giá nhiêu thì em cũng chưa có biết. Nhưng mà hình như quần này rẻ lắm mấy chị. Mấy chị chờ em 1 phút 30 giây nha. Từ từ nha mấy chị. Em cái quần lót này giá nó rẻ lắm, chờ em chút xíu, nó rẻ lắm luôn mà chưa biết rẻ nhiêu thôi. Quần xì này bán cho mấy chị với giá là 140.000 10 cái. 140.000 10 cái nha mấy chị nha. 140.000 10 cái. Lấy con cục sạc chỗ đây em ơi. 140.000 10 cái, nhưng mà đợi em coi chất lượng nha. Đợi một chút xíu mấy chị. Cái quần này mà về mà giống như ở trên chợ hả, đồ này kia bỏ hộp hay bỏ bịch cống hương vô là mấy chị mê liền. Quần này nhẹ lắm nha. Quần này rất là nhẹ mấy chị. Chị nào 100kg cứ bước đi, 60 đến 100kg. Quần này rất là nhẹ nha. Quần này nhẹ cực kỳ, cứ một cục như vậy là 140. Đây, một cục như vậy là 140 nha. Quần này nhẹ nhàng lắm. Quần này rất là nhẹ, quần này mặc như không mà không như mặc, bỏ vô 10 quần nè. Lấy quần lót của chị Cát Tường nè. Mặc như không mà không như mà không như cạo lâu không như mặc đó. 10 quần xì của Dung Võ nè con. Cát Tường. 140 con, cái đó là của Dung Võ. Bé lùn của Cát Tường này của Dung Võ. Ít lắm mấy chị, có 300 quần thôi. Rất là ít. Nhung Ngô. Nhung Ngô không có dấu. Trịnh Châu Tâm. Trịnh Châu Tâm. Nói chung mấy chị 60 đến 100kg mặc vừa đó. Trịnh Châu Tâm. Chị Thao Nguyễn mặc vừa luôn. An Lê Lê. Không có nhiều đâu mấy chị, giống như là 5 áo 100.000 ngày hôm qua. An Lê Lê. Thấy giờ không biết tiếng nữa. An Lê Lê. Nhóm lót của chị Như Nhi Lùng. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ai à, quên rồi. Nhi Lùng. Ai đi Nhi Lùng. Nhi Lùng không phải. Như đúng rồi. Nguyễn Kiều Trân Mười Xì. Nguyễn Kiều Trân Mười Xì. Mười Xì của Nguyễn Kiều Trân. Chị Hương Cao Mười Xì. Chị Hương Cao Mười Xì. Mười Xì 140. Kiều Phạm nãy giờ chưa có bêu bêu đúng không chế Kiều Phạm. Kiều Phạm 140, không biết khách mới hay khách cũ. Có Nhi Lùng nào với Lùng ơi, hai Nhi Lùng nha. Thôi con được ghi để đợi chị Bi ghi Kiều Phạm. Ở đó cho anh Tư. Kiều Phạm 140 không có dấu. Dạ, Thao Nguyễn là đây, Thao Nguyễn Bến Tre phải không? Dạ, mua Bùi, hồi giờ mua đồ bên em chưa, bên em muốn sắp kiểm tra hàng nha. Mua Bùi khách mới mua mới khách cũ gì á. Cái gì đây, Bi ghi gì á? Kiều Phạm. Kiều Phạm ghi chữ Thao Nguyễn. Rồi con nhắn tin cho mấy khách đi. Thu Bùi nè bé Bi ơi. Tụi chị Thu Bùi đi. Nguyễn Kiều Trinh. Để nguyên cục luôn. Thu Bùi. Thu Bùi. Không có đấy. Quần này đấy. Quần này quần bình thường thôi nha. Quần này quần bình thường mặc hàng ngày á. Chứ đấy thì bình thường. Chứ tới dưới rúng chút xíu chứ không cao đâu nha. Thu Bùi có rồi phải không? À, chị Huyền Nguyễn Đồng Nai 10 cái nè.
con coi nhắn tin mấy cô mới đi. Hiền Nguyễn Đồng Nai, cái chủ Đồng Nai vô. Thang Nguyễn Bến Tre vậy em biết rồi chị. 104. Của ai? Yêu làm anh. Mai yêu lại đi nha bà nội. Đi lùng thành phố rồi có hai cô Thu Bùi với lại cô Kiều Phạm á con. Yêu làm anh. Mua rồi dạ ok chị Thu Bùi. Chị Thu Bùi với chị gì đó. Thu Bùi Vĩnh Long. Thu Bùi Tâm Dơ, Du Thu Bùi Vĩnh Long. Rồi chị Nguyễn Phạm quận 12 nè. Quần lót của chế Linh Trương nè. Trời ơi em tiếc quá. Em lấy nó 300 quần em tiếc quá trời luôn mấy chị. Tiếc quá trời Linh Trương nè. Chị áo khoác đớn 120 mặc size mấy? Nó free size Thi Bảo Ngọc, nó free size. Ha. Nó free size. Thế ai vậy? Yêu làm bỏ mai yêu lại. Yêu chị đi chưa cũng biết nữa chị. Anh Phước nè. Chị coi thử chụp hình chưa? Chị Linh Dương có chưa? Rồi Hoàng Tiền Mai nè. Chị Hoàng Tiền Mai 10 quần. Chị Nguyễn Phạm em có chụp hình qua đi rồi bữa. Mới hận ghê mấy chị ơi, em biết em lấy thêm mấy trăm quần để dành bán. Mới hận ghê luôn á. Có hồng chị, có mấy chị. Thôi ổn quá à, quần đẹp quá à. Phải bỏ em chắc là dính khung đi con. Có lùng coi chị mạng. Trời ơi hối hận thiệt là thiệt tình luôn. Hối hận quá. Trời ơi em hối hận ghê luôn á. Má lấy có 300 quần rồi hối hận quăng ra trước giùm em. Có chị nào lấy quần nữa không? Hối hận. Quần 104 mà lại về. Quần 104 mà vải mềm ghê gớm luôn. Vâng, Hoàng Thị Mai luôn nha. Nguyễn Ngân. Có hận đi ăn năn. Ăn năn rồi nó có ra tiền không? À, ăn năn được có ra tiền không Nguyễn? Bữa nay bán gì tập lum tà la hết trơn hết trời vậy. Nay bán cái gì mà biết rồi muốn bán dâm luôn vậy Nguyễn Trịnh Quỳnh Tú. Vậy giấy nâu và cái nâu đó như vậy 280 hai cái mà em mày nó canh đang mặc là 280 mấy chị size từ 60 đến 100 ký có 4 size nha. Bỏ lên luôn mày chị, con bỏ cho không nó buồn. Lấy thêm một chục nữa của chị Nguyên Phạm nè. Đó quần lót là 10 cái 140 mà phải hơi bị ok luôn. Thêm chị Kiều Phạm 10 quần nữa là 20 quần. Em lấy thêm để dành bán từ đây tới qua Tết qua năm sau nó cũng ngon. Mấy chị có lấy áo vú thì báo em nha. Mấy chị muốn sale nữa không mấy chị? Muốn sale nữa không báo em nha. Hay là muốn nghỉ mai để dành tiền mai mua tiếp mấy chị? Quấn này ra trước thì em nha. Chống tuột hay là áo vú thường ta? Ngân hồi bữa kêu lấy áo vú quần đó bao nhiêu vừa? Cứ 65 tới 100 ký cũng vừa chứ ơi. Áo ra đây là áo vú bình thường ha, chưa lên quần riêng dài, chắc phải ngày mai chị Diễm ơi. Lên nó nổi rồi đâu, cổ hồng quá. Cái vú đây là vú mặt bình thường nha mấy chị nha. Còn vú này là vú chống tuột. Từ đi em mặc lên cho mấy chị coi xíu cái bộ này bỏ vô bộ bò lại. Bộ bò trên cái áo không ta? Phải không em? Còn không, để trên ghế đi, chút bi đây cho nó xếp chứ. Đây là vú chống tuột nè, chị Diễn Đức 10 quần. Lấy đi con ơi, Diễn Đức 10 quần rồi. Đây là vú chống tuột rồi nha mấy chị nha. Vú này là vú chống tuột, khi mấy chị mặc á, mấy chị mặc cùng với áo dây hay là áo ống rồi gì á, nó không bao giờ nó tuột hết nha mấy chị nha. Cái bộ em đang mặc là xẻ 130 nè. Bộ em đang mặc cùng với chân váy quần xẻ 130, chị nào chưa lấy bộ này thì lấy. Đây là áo vú chống tuột 160 hả? Áo vú thường mặc hàng ngày thì 150 đó. Ai lấy mà vú gì sao có 38 tới 42 mấy chị muốn lấy vú gì mấy chị lấy vú nha. Vú gì cũng được hết trơn hết trời á. Rồi áo khoác chị nào chưa đặt áo khoác nhà em thì đặt 70 đến 100 ký. Áo khoác 70 tới 100 ký nha mấy chị nha. Cho em 10 cái quần, đừng cho địa chỉ số điện thoại trên đây chị nữa. Rồi lấy 10 quần cho chị nữa. Rồi áo này chị là 70 đến 100 ký, mặc hơi bị sướng luôn mấy chị. Vải đã, nó có nhiều màu lắm, hồng rút nè.
cho em 10 cái quần lót. À, cho chị Bùi Thảo mà mình đọc thành cho em mất dạy ghê. Chị Bùi Thảo 10 cái quần lót. Chị Thảo lấy quần lót này nè, đâu rồi? Từ từ đừng lấy quần lót hả chị Thảo. Chị Thảo chị Thảo mặc cái quần lót này nè, chị Thảo đợi em lấy nha. Có vú sữa hồng kia không chị? Có không? Có vú sữa hồng kia không? Tiếp cho anh biết nè. Chị Thảo lấy quần này nè. Chị Thảo lấy quần 180 nè. Chị Thảo ơi, lấy quần 180 nè chị Thảo. Chị Thanh nổi 10 quần cá chưa con? Lấy cái màu này cho mấy chị dễ thấy. Chị Thảo lấy cái quần này tại nó ôm trọng bờ lít á. Chị sẽ, chị lớn tuổi chị mặc cái này nè. Trời ơi vải mát lắm Trinh. Trinh ơi vải mát lắm Trinh ơi. Vải mát lắm. Mùi quần này chị Bùi Thảo nè, qua chị Bùi Thảo kêu em lấy cái quần dài hay quần lửng vậy chị? Chị Thảo qua dặn em lấy cái quần dài hay quần lửng 9 tấc mà báo giùm em. Có cái kiếm cái ba quần 9 tấc mà 80 ngàn đâu rồi. Cái ba quần 9 tấc 80 ngàn. Đâu đó không con? Phải đâu đó không biết. Không có, không có, quần dài. Nè, ghi chị Bùi Thảo 108 nha, anh ơi, ghi bill mới mua chị Bùi Thảo 108 đi. Đi ngủ con, được nha. Đây, quần dài nè, mấy chị 60-80kg, 90 ngàn quần, mấy chị coi vải nè. 90 ngàn một quần nha. Vải thôi thì được. Vải thì bỏ thông sao nè, cái này là một quần, cái này là quần dài. Quần này 90 ngàn, chị nào chưa lấy thì chốt quần nha, chị nào 90kg cũng vừa ha. Bộ lệch vai chân quấy thấy quần nhiêu ký nè. Lệch vai chân quấy thấy quần nhiêu ký báo giùm em. Hả? Chưa xong đâu Kiều Ngọc, chị like tới 1 giờ đêm lận em. Bảy bảy lấy cục sạc đi, cục dự phòng cho con anh đây mà. Quần dài. Lấy bộ lệch vai giống như chị đang mặc trăm ba đúng không nhiêu ký? Nhiêu ký báo lên hàng ơi. Có không con? Đúng rồi, đúng rồi, đúng rồi. Nó tâm tán của ai à? Từ từ nha, từ từ cho em thở cái. Quần này của chị Bùi Thảo trước đi. Quần chị Bùi Thảo nó 190 ngàn. Anh Tư, kiếm gì anh Tư? Anh Tư lấy lên lấy giùm em cái bộ em đang mặc anh mới đưa lên lầu á. Có chưa cái bên lầu, cầm cái tay hết chưa? Bộ lột vai, đây này lấy hai bộ, một bộ size L với một bộ size XL. Hả? Nằm dưới cái bao này để lên lầu á. Chị Thu Hồi. Dạ chị Thu Hồi 75kg lấy size 38 nha. Chờ chị Hiền Mai với mốt em lên cho thở không nổi. Thương thương em. Em gái kia em nhập viện luôn á. Khác có nhiều màu đẹp lắm, lấy cái màu xanh ra luôn. Quần dài có rồi, ai ai lấy quần legging dài đó thì báo cho em nha, 90 ngàn một quần. Chị Thảo có lấy quần tây không chị Thảo? Nè có quần dài nữa nè mấy chị. Có quần dài nữa nè. Ở lộn có màu xanh nữa. Trời cầm cái áo khoác nghĩ sao kêu cái quần dài cũng biết nữa. Có màu xanh nữa. Mấy chị có lấy quần mặc váy thêm thì lấy ha. Có lấy quần mặc váy mình có áo khoác nam 100kg không? Trả lời chị Hà là, trả lời cô Hà là thứ hai về em một lô đồ nam rồi. Cái bộ nhung mới về con lấy cái gì size L sát bên 7 hồi lấy cái bộ lĩa ở ngoài này cho con. Đúng rồi. Chờ chút Kiều Ngọc ơi chưa xong đâu. Chị không mời tắt cái lời đó. Bộ nhung mới về đây này. Để bộ nhung xong rồi không chị. Em có cái bộ nhung này mới về 240 nè. À, lấy cho chị nè, từ từ lấy cho Thu Hồi 10 cái quần lót 75kg. Chị Thu Hồi muốn lấy quần loại nào, 140 hay 180? Lấy cái quần legging trên cùng này đi bạn. Ngoài cùng nè. Quần này đẹp lắm chị Lâm Hằng, lấy hai cái mặc 90 ngàn, có túi không? Có túi Ngọc ơi. Không có túi, chờ kiểm tra lại cái nha Ngọc. Lấy quần 180 đi cho chị Thu Hồi đi. Lấy 10 quần 180 cho chị Thu Hồi nè. Một cái áo chống tuột và một cái áo lót thường size 38. Chị nở chưa có? Rồi 38 nè, hai cái này của chị Thu Hồi luôn nè. Coi Thu Hồi nào. Thu Hồi hai cái này, cái 150, cái 160. Bộ lời của bạn đâu không? Thanh
cho em xem quần mặc váy bao nhiêu lắm. Đây là gái chứ quần mặc trong cái đầm á. Nó có màu kem với màu đen nha. Rồi 230 giống như em đang mặc của ai đây nè. Quần chín tóc 70 kg. Quần chín tóc 70 kg là quần legging đó nha. Chị Thu Hồi, có đơn của chị Thu Hồi có hai cái quần lửng có chưa vậy ta? Chưa. Thu Hồi ngày hôm qua em nhớ em soạn rồi mà. Chưa đi hàng chưa? Chưa thấy đâu hết. Anh soạn Thu Hồi này ra có qua có chụp hình không? Hương Trang lấy quần lót 180 kìa bà, không thấy. Chị Hương Trang là lấy quần lót 180 vậy chị Hương Trang ơi. Hương Trang là lấy quần lót 180. Bộ lệnh vai của Kim Tuyết Lê nè. Kim Tuyết Lê không có dấu. 130 ngàn. Bộ này. Chưa. Với lại hai cái quần lửng ha chị Thu Hồi đây nè. À, chưa sẵn hàng. Hương Trang nè. À, chị Hương Trang kìa kìa đó. Hương Trang quần lót 180. Bộ này là của Trần Hằng nè. Trần Hằng 130. Chờ em chút nha. Em lên cái quần này tôi lấy hai cái quần lửng cho chị Thu Hồi trước ạ. Quần lửng cái chim này là 95 kg cũng vừa nha. 95 kg mà đừng có lùn nha. Quần là 3 cái 150 chị yêu làm anh. Chốt giùm em 3 cái 150 nha anh chế. Quần này không có lời cho nên không có bán. Lấy 2 đen 1 da nha. 3 cái giùm em nha yêu làm anh. Lấy 3 cái giùm em ha. Cái quần này rồi có mấy ngàn à. Nè quần lửng chín tấc nè. Ai mới chốt quần lửng chín tấc 80 ngàn đâu rồi. Quần chín tấc 70 kg. Chị Thu Bùi lấy quần này hả? Chị Thu Bùi ok lên giùm em cái đi. Nè Thu Bùi nè. Thu Bùi 80 ngàn. Đúng không chị Thu Bùi ơi? Cái quần này đẹp lắm. Cái quần đó quần lửng là 80 ngàn. Còn quần dài là 90 ngàn. Nha. Lấy quần chín tấc giống chị bán chị Thảo đó đây. Quần đó là chị Thảo là quần dài đó chị Thu Bùi. Quần dài còn đây là quần lửng. Đây là quần dài nè. Phải cái quần mà 2 cái 160 không? Đúng rồi. Vậy giao rồi. Giao rồi chị Thu Hồi. Chuyển rồi. Đi hàng rồi, chụp hình qua chị Thu Hồi thấy không? Đi hàng rồi. Em nói qua em tặng rồi mà. Đây là quần dài. Ai hỏi có túi không? Ai hỏi có túi không? Dạ là có túi nha. Dạ có túi nha mấy chị nha, có túi nha. Đó, ai lấy thì lấy đi, ai không lấy thì lấy. Quần dài 90 ngàn có túi nha anh Kiều Ngọc. Cho em xem quần mặc váy Hương rồi quần legging. Lên đinh dài luôn chị ơi. Chốt thêm 2 cái ấy nữa. Quần lửng chín tấc 70 kg Nguyễn Kiều Trinh lấy chưa vậy? Chưa phải không? Mấy cái? Nguyễn Kiều Trinh một cái nè. Chị Nở ơi, bên em gọi điện cho chị Nở với chị Nãy chị Thu Phương hàng thì cũng chưa cho luôn. Thu Phương hàng không có thì chút nữa. Tôi cứ để đi mai gọi điện chút bill gì đó đi. À, bà Đam ra đi rồi chị Hồi. Là Thu Bùi lấy quần ngắn, Thu Bùi mới lấy quần ngắn rồi, đúng rồi, lấy quần 80 ngàn, còn chị Bùi Thảo là lấy quần dài. Con này là Nguyễn Kiều Trinh quần lửng nè, Nguyễn Kiều Trinh 80 ngàn nè. Phải ơi, đưa cái cục này lên trại chỗ cũ chứ không đưa quên này, xếp cái này lại dùm đi con. Trời ơi, chưa xeo xong rồi mấy chị đi ngủ hết trơn rồi, mấy chị còn có sống mấy người. Chưa xeo xong hàng luôn. Phải ra đưa lại cái chỗ cục đồ lót bỏ đây nè. Cục đồ lót khác bên cái ba trắng này nè. Đó là cục đồ lót. Đâu cái này là mình bự ra. Em có lưng chỉnh mình đủ có chỉnh mình chỉnh mình. Con rồi phải chắc dùm con hai cái cục này lên đây nè. Lên ngay bên này luôn. Ngay bên cái đầm trang nè. Cái nó một dài trên đây là 7 lồn đó nha. Nó chừng 7 lồn cái sầu chết luôn. Rồi lên bộ này cho mấy chị nè. Dễ thương mà vải đẹp lắm. 240 nè. Trời ơi em nói thật sự luôn. Cái tay nè, tay phồng nè ha, tay bo phồng nè nha mấy chị nha. Cổ tim rất là dễ mặc đồ kèm với một cái cài áo hơi bị đỉnh luôn. Bộ này 240. Mấy chị coi chân váy quần nè, xinh lắm nè. Chân váy quần nè, xẻ đùi nè, mấy chị thấy không? 240 bộ nhung kèm số ký. Bộ nhung này có tổng cộng 4 size, dưới 70 kg, dưới 80 kg, dưới 90 kg và dưới 100 kg. Bộ nhung nè, xếp lên bộ nhung luôn con. Bộ nhung xếp lên trên nè. Cái đẩy cái bộ vàng qua bên này,
Để anh Tư bước qua anh Tư à. Cái bé lùn nó lùn quá, nó đang nhức cái tay nữa. Nó lùn quá. Đẩy cái cục này lên bên này đi. Bỏ lên trên này cho con con cái. Đúng rồi, đẩy vàng qua trên đó. Đúng rồi anh Tư, đúng rồi. Đẩy vàng qua. Đó, đúng rồi. Đúng rồi vậy. Rồi, mai học mốt chị Thúy ơi. Mai học mốt về nha. Mai học mốt rồi ơi. Mấy chị đâu hết rồi, định xả nữa. Mấy chị đi đâu hết rồi mấy chị. Chấm chấm cho em lên phát đi, em xả cho mấy chị bộ chân váy quần caro luôn. Ha, anh đúng không? Bước vô lấy cái bộ chân váy quần áo caro ra cho em ạ. Đó. Đó, caro, caro, cái trái chút nữa, cái trái xong nữa. Đó, đó mới là caro đó. Rồi. Rồi xả xếp này nữa là xong mình nghỉ nha. Tôi đưa hết ra xả nè. Xả cái xếp này nữa nè. Trời giờ chị Thanh Thảo Quảng Ngãi mới vô nè. Xả tiếp này nữa mà mấy chị còn mua nhiều nhiều á thì em sẽ xả tiếp nha. Lê Thúy Hoa Bình Lũng Phải ơi, xả bộ này 240, 250 gì kệ cha kệ mẹ nó đi mấy chị. Giờ xả mấy chị 140 đi, đi cho hết hàng để em về hàng mới nha. Dễ thương lắm mấy chị ơi, dễ thương lắm luôn. Xả 140 bộ caro kèm số ký. Bộ ca, mấy chị mua cái này là mấy chị trúng mánh lắm luôn á. Bộ caro kèm số ký chân váy quần đẹp không? Rất là đẹp ha. Rồi xả bộ này kèm số ký cho em. Bộ caro kèm số ký. Caro kèm số ký kèm caro và caro kèm số ký. Chị nào chốt caro kèm số ký thì chốt caro kèm số ký. Thôi bây giờ con rảnh lắm luôn mà. Con tắt cái nha. Con phải tắt ăn vú lên chữ cái khoảng không đủ bộ kia đi con. Con có số không nha. Con có số không? Caro kèm số ký giúp em nha. Caro kèm số ký. Kéo tay từ trên xuống. Nhung lê bộ 100 kg còn. Giá trời cho chị nhung lê còn nha. Rồi trời ơi nhung lê hên quá. Nhung lê 140 nè. Caro tay XL của Thùy Dung nè. Thùy Dung thành phố nè. Thùy Dung 140 nè. Phan Thanh Tuyền size L nè. Phan Thanh Tuyền có dấu size L nè. Bộ 3 ịt khách lấy rồi chị ơi. Bộ 3 ịt khách lấy rồi. Cái bộ này khi mấy chị mặc lên nó dễ thương lắm nha. À, trời ơi kéo từ trên dưới ở trên màn hình quá trời. Coi dưới không thấy mẹ gì hết trơn á. Trời đợi em chút xíu. Chốt em thêm hai quần mặc váy nữa là 85 kg yêu lầm anh. Bảy lấy cái bao màu xanh, lấy hai cái quần nữa cho yêu làm anh hai cái đi. Quần ủa á, từ từ ủa phải không, phải từ từ em đang kéo từ dưới trên. Không có bảy cắt lại đi. Từ từ nha, em kéo từ trên dưới. Bà nội cha sao nó bị ẩn comment hết ta, kỳ vậy ta. Mấy chị chờ em nha. Caro nè, áo caro dễ thương lắm mấy chị nè. Caro XL của cô Thúy Ngân nè. Dễ thương lắm mấy chị. Caro XL của cô Thúy Ngân. Cô Thúy Ngân 140 nè. Lấy cho con cái quần lấy chim lửng bên này đi bạn ơi. Cái này của Lâm Hằng hơn Star. Không chịu bên này là chủ của ai quần lót mà chồng vô con nè. Hơn Star á. Chị gì hơn Star á. Của Caro. Chị Nguyên Phạm lấy bộ nhung 80 kg hả? Chờ một chút chị Nguyên Phạm. Thấy rồi, caro của chị Lê Trang. Caro của chị Lê Trang 140. Cô Thúy Ngân có chưa vậy? Cái Lê Trang này hình như đi không được. Mà có những cái bill đi không được rồi từ từ em xử lý nha mấy chị. Có những cái bill nó đang trong vùng dịch á. Bộ này size L của Phương Thảo thành phố nè. Lấy cho con cái quần lấy bill như vậy. Lâm Hằng 80 ngàn. 80 ngàn của Lâm Hằng hôm từ tây. 80 ngàn của Lâm Hằng hôm từ tây. Caro hết tay lò rồi. Hết tay lò rồi mấy chị. Chị 71 kg. Bộ nhung chị lấy tay lò thôi. Con dối tới bộ nhung không con. Bộ nhung mắt tư mới sắp lên. Nó lấy tay lò cho cô Nguyên Phạm thôi. Nếu cô Nguyên Phạm thích rộng lại lấy XL đi con.
XL đổi cái gì XL đi. Leggings dài hả? Đâu 25 hàng hôm style cái quần 80 ngàn đâu trả lại em ấy. Phải lấy cái leggings dài đây. Leggings dài là 90 ngàn nha. Đúng hết trên đó. Có này hai cái này chắc là cho chủ được. 25 hàng hôm style 90 ngàn anh tôi sửa lại thêm 10 ngàn nữa. Chị Kim Tuyết Lê bộ caro 75 tí nè. Kim Tuyết Lê không có gió cái này của chị Nguyên Tòm nè. Nguyên Phạm là 240 ngàn. Nguyên Phạm quận 12 nè. Bà nội cha đó nó bị ẩn comment hết. Có ai mà em bị sót không vậy mấy chị? Có ai mà em bị sót không mấy chị? Ờ caro XL. Bộ caro được có rồi mà. Bộ caro của Lâm Hàng Hôm Tây có rồi. Có bộ caro Lâm Hàng Hôm. Bộ caro của chị Thanh Thảo Quảng Ngãi hả? Bây giờ bộ caro đây, bộ caro của chị Thanh Thảo Quảng Ngãi hả? Lâm Hàng Hôm Sơ Tây chốt caro rồi. Caro bây giờ còn size 80 đến 90 ký thôi ha. Chị Thanh Thảo phải lấy bộ này chưa? Bộ này còn size L nè, xẻ 150 nè chị. Mà đẹp lắm, bộ này còn size L dưới 70 ký thôi. Nè coi tay nè chị, tay đẹp ha. Dễ thương lắm, kèm với quần đỏ ốc bát dưới 70 ký. Chị nào chưa bố chốt bộ đỏ caro xẻ luôn chị. Đây đỏ ống bát, đỏ ống bát hết rồi, còn hai bộ 90 ký thôi. Bật cái quẹt cho bảy ơi, còn hai bộ 90 ký thôi mấy chị. Caro 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 còn hai bộ 90 ký, 80 đến 90 ký nha. Bộ đỏ này còn đúng size L thôi, chị nào chưa chốt bộ đỏ xếp, chị nào chưa chốt bộ đỏ thì chốt lên giúp em. Bộ đỏ này còn size dưới 82 ký rồi nha, dưới 70 và dưới 80 ký, xả 150 là hết bộ đỏ luôn nha. Hết bộ đỏ luôn rồi. Hết luôn. Hết luôn. Phải nữa không? Phải nữa không mấy chị? Rồi xả bộ sơ mi đi. Bộ sơ mi 350 ngàn, xả 180 luôn. Xếp sợ Facebook nó lùi luôn. Em xả cho mấy chị bộ sơ mi này nè. Có chốt ít lời chị không? Dạ không, nỉ không thấy comment luôn chị. Tài nội cha nó. Để em coi xả bộ sơ mi này cho mấy chị hết mẹ luôn, 72-73 ký. Mà em nói thiệt với mấy chị đẹp lắm. Mấy chị mua cái quần tây hết nhiêu rồi à, bộ 140. Có chốt bộ lời. Hồi nãy chị chốt chưa chứ giờ sao chị hỏi lại em. Anh Tư kiểm tra cái bill của chị Huyền Nguyễn. Hút xong đi anh, hút xong đi. Kiểm tra bill của chị Huyền Nguyễn Đồng Nai của sự có bộ trỏ chưa. Em nói thiệt á, mấy chị ở ngoài mấy chị cầm cái vải lên mấy chị mê nữa. Mấy chị cầm cái vải áo trắng lên mấy chị mê mỏng lắm. Mấy chị phơm nè, mấy chị có cái phơm áo nè. Vải đẹp lắm luôn á, kẹp cái quần tây mà xẻ có 180 à. Xẻ có 180 mà không mua mua gì mấy chị, mà nó còn size lẻ mới ác nhơn chứ. Đây nè, quần không co giãn mà sau lưng á nha. Bộ xếp caro hết rồi, khỏi kiểm tra Hiền Nguyễn đi ăn hết rồi. Còn size 80-90. Ở trước nè, phơm quần tay nè. Bộ này mà xả 180 mấy chị không hốt hốt gì nữa. Em nói thiệt á, nội cái áo hoặc cái quần không nó cũng có cái giá đó nữa. Có đó. Rồi chốt đi mấy chị, chốt giúp giùm em đi. Bộ này dưới 72-73 ký là một size nè, dưới 82 ký một size. Chị nào chốt bộ sơ mi chốt lên giúp giùm em nha. Bộ này mấy chị không chốt không biết chừng nào chốt đồ nữa được luôn á. Dạ mấy chị mạnh dạn chốt giùm em đi nha. Có ai mạnh dạn không? Không ai mạnh dạn luôn. Xếp đồ cho Bi ghi size L. Gia Linh Ngô XL. XL của Ngô Gia Linh nè. Ngô Gia Linh một bộ 180 ngàn. Bộ này đẹp quá. Chị muốn coi gì chị Thảo? Chị muốn coi gì chị nói đi.
kiếm các cái bịch không nào đó, đưa cái bịch không hay bạn đưa cái đồ lên kho luôn, khô luôn, nào đang đưa lên kho luôn. Đẹp lắm chị Thảo ơi, chốt cái bộ đồ này về chị không có thất vọng luôn á. Cái áo đẻ lắm, cái quần tay form này chị đẹp lắm ha, cái quần tay form ở sau lưng có lưng thun ha. Trời ơi, quỷ nó ở đâu, quỷ khuyên nó ở đâu ra không biết nữa. Cái này là đưa lên kho luôn nha mấy chị nha. Phải chồng cái này hết đi vô đây nè. Trưa hôm qua thì đau quá, like không được. Tối hôm qua thì thằng em trai nhập viện, em ruột nhập viện. Cuối cùng ngày thứ bảy với chủ nhật like được có một buổi tối chủ nhật là mặc kệ đó. Có mấy chị mua nó cũng đỡ. Không có mấy chị mua nó còn mệt thôi nữa. Để mở đó lên kệ. Có mấy chị kìa, mở lên kệ chỗ này nó kìa. Đi lên bên 180. Không có mua còn mệt thôi nữa. Rồi cái bộ xanh hoa mấy chị có mua nữa không ta? Hồi nãy cái lúc đầu cái bộ xanh hoa, đưa cái bộ xanh hoa xuống đây luôn. Đưa bộ xanh hoa quăng xuống cho con, bỏ này vô luôn nè. Bỏ đầu tay vô cổng luôn, đem xanh hoa. Rồi xả cái bộ xanh đầu lai nữa là nghỉ nha. Bộ xanh đầu lai này chị nào chưa chốt thì tranh thủ chốt, xả 150.000 mà vải rất là đẹp nha. Vải lụa mềm lắm luôn, mặc rất là mát. Đây. Vải lụa mềm lắm luôn mà mặc rất là mát mấy chị. Dễ thương mấy chị coi vải nè. Xả bộ này 150.000 nè, kèm số ký. Chị nào chốt bộ hoa xanh mặc ở nhà kèm số ký, mặc đi chợ, mặc đi đâu cũng được hết á. Em còn được mấy bộ mấy chị, còn size L nè. Còn size đây, một bộ 100kg nè. À, còn bộ 100kg nè. Còn size dưới 90kg nè, bộ đây chị nào mà 73kg tới 90kg mặc cũng vừa size 2 nữa. Chị nào chốt thì chốt gấp dùm cho em ha. Chốt dùm cho em. Cái này chị nó kêu thử. Bỏ bộ đồ tết, bộ đồ đồ vô bật vô bật. Đây nè, có túi không hả? Có túi không hả? Quần có túi không hả? Quần có túi không? Quần có túi không? Có túi, quần có túi nha chị Nhung Lê. Có đúng một bộ bài thôi, 150 nè. Không có thì em bỏ lên kho luôn ha. Có đầm dự tuyệt đẹp mà chị Kim Tuyết Lê. Quá trời đầm luôn mà. Nhà em là giờ đầm mênh mang luôn. Nhà em là giờ đầm thênh thang luôn. Hello bé Hảo My, 100kg của chị Nhung Lê. Đầm nhà em là nhiều lắm đó chị vô trong phin bay chị coi đi. Em đăng lên cũng nhiều lắm. Đang có đầm về luôn, có một cái trang 150. Xếp cái đó vô đi vậy. Em thấy hai con đầm thì cũng được. Cái con đầm cam này khi chị mặc lên nó ngọt. Không có túi chị may em cái túi Doraemon vô cho em này vậy. Dung Lê bãi đó. Thấy chị Lê này là không có dấu à. Dung Lê có dấu. Rồi mấy chị không mua nữa đúng không? Mấy chị không mua nữa tiền đúng không? Rồi vậy trưa mai gặp nhau đi. Nghe mấy chị. Trưa mai gặp nhau. Ok. Rồi chào mấy chị nha. Cảm ơn mấy chị chia sẻ livestream giúp em ha. Cảm ơn mấy